không chụp được. Mẹ mẹ mượn cái điện thoại này. Đưa cái iPhone 7 cho mẹ. Bà đây. Làm gì đó? Để chia sẻ bài. Con đang xem đúng không? Không. Hả? Không. Ừ. Của người khác. Hôm nay chưa làm thấy đau họng. Xin chào Hân Trương, xin chào Nguyễn Thị Thúy Hằng. Em xin chào tất cả mọi người, xin chào Hương Thỏ. Hương Thỏ có một cái áo ở đây mà chị chưa đi ra chợ được cơ. Hay là hôm nào em qua nhà chị đi. Cảm ơn bạn Thảo Trương. Em xin chào tất cả các chị. Sao mẹ vẫn chưa thấy bài của nhà mình đâu nhỉ? Chưa thấy bài nhà mình mới chia sẻ là chứ đúng không? Xin chào Bùi Thị Phương Thảo, em xin chào chị Tú Anh ạ. Các chị ơi, các chị vào chia sẻ bài hộ em ạ. Chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhá. Chia sẻ bài hộ em. Các chị chia sẻ bài hộ em để em tặng đầu like, em tặng cho các chị 5 áo len nhá. Với điều kiện là các chị chia sẻ bài cho em lên trang cá nhân và 10 trang hội nhóm nhá. Chia sẻ bài lên trang một trang cá nhân của các chị và 10 trang hội nhóm để em tặng áo len Hàn nhá. Em tặng năng ngay 5 áo len Hàn là các chị ngay đầu like luôn ạ. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Sao cái này mẹ không thấy chia sẻ đâu nhỉ con nhỉ? Như này. Trang cá nhân chưa? Không, vào trang cá nhân rồi mà. Bảo mình vào trang cá nhân sao không chị? Vào mình mà vào. Bảo người ta vào trang cá nhân. Xin chào Lê Trang, em xin chào tất cả các chị. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm. Một trang chia sẻ lên trang cá nhân và 10 trang hội nhóm để em tặng ngay 5 áo len Hàn cho các chị nhá. Các chị chia sẻ bài xong rồi chụp xong rồi cuối like chụp màn hình inbox gửi cho em nhá. Chụp màn hình inbox gửi cho em để em tặng. Chị nào chia sẻ bài cho em báo cho em nhá. Chia sẻ bài báo cho em để em tặng cho các chị 5 áo len Hàn. Đây là 5 áo len em tặng các chị đây ạ. Chia sẻ này. Xin chào Trần Chi, xin chào Phương Lê. Đây này. Con tìm các trang hàng thùng ấy. Xin chào Thủy Mai, em xin chào tất cả mọi người. Các chị vào chia sẻ bài và chia sẻ lên trang cá nhân và 10 trang hội nhóm hộ em. Chia sẻ để em tặng áo len Hàn ngay đầu like nhé. Em tặng áo len Hàn là các chị ngay đầu like nhé. Các chị chia sẻ rồi thì báo lên để em tặng các chị nhé. Xin chào Nhung Nguyễn, em xin chào tất cả mọi người. Chia sẻ bài hộ em, xin chào Thúy Trinh ạ. Chia sẻ bài tương tác bài hộ em. Hôm nay em bán áo dạ duy nhất một lô hôm nay là áo dạ dài đồng giá 160k, chia sẻ còn 140k. Duy nhất hôm nay thôi các chị nhá, duy nhất hôm nay. Các chị chia sẻ cho em. Em nhìn thấy chị Tình Nguyễn nhá, em nhìn thấy chị ạ. Duy nhất hôm nay, ngày mai trở về giá cũ các chị nhá. Hôm nay em làm một lô không lợi nhuận luôn để em nhờ các chị tương tác bài hộ em. Tương tác bài chấm chấm bài hộ em nhá. Chia sẻ nhiều lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em. Mấy hôm nay face của em nó đang bị ẩn thông tin, ẩn tương tác ấy, nên các chị chấm chấm bài tương tác nhiều hộ em. Hôm nay em làm một lô hàng không lợi nhuận luôn. Em bán áo dạ dài đồng giá 160k, chia sẻ cho em còn 140k. Áo dạ ngắn là 140k, chia sẻ còn 120. Chia sẻ bài hộ em, đưa mẹ ghim bài đấy. Vâng, em nhìn thấy chị Tình Nguyễn. Chặn nữa đâu? Không chia sẻ nhiều quá. Hay ta. Bùi Thị Phương Thảo đủ 10 nhóm rồi à em? Ngô Khuyến chia sẻ chưa? Ngô Khuyến chia sẻ chưa? Các chị chia sẻ bài hộ em ạ. Chia sẻ lên trang cá nhân và 10 trang hội nhóm, em tặng 5 ngay áo len Hàn cho các chị nhé. 5 áo len Hàn ngay đầu like luôn. Chia sẻ hộ em đi. Các chị chia sẻ xong báo lên like hộ em đi ạ. Báo lên like hộ em. Chia sẻ 68 người xem rồi. Các chị đạt cho em mốc 80 người xem đi. 80 người xem để em tặng nhé. Ở Ngô Khuyến hôm nay có nhiều dạ đẹp lắm. Hôm nay duy nhất một lô hôm nay giá như vậy thôi. Ngày mai về giá cũ nhé. Nên các chị tranh thủ chốt hàng đi. Ngày mai về giá cũ đấy ạ.
Một lô hôm nay thôi em làm không lợi nhuận cho các chị để em lấy lại tương tác chấm chấm bài và chia sẻ hộ em, các chị chia sẻ hộ em đi ạ. Xin chào Huệ Nguyễn, em xin chào tất cả mọi người. Chấm chấm bài tương tác hộ em đi các chị nhá. Chấm chấm bài tương tác hộ em ạ. Chấm chấm bài tương tác chia sẻ hộ em. Em tặng ngay 5 áo len Hàn đầu like các chị nhá. Với điều kiện các chị chia sẻ lên trang cá nhân và 10 trang hội nhóm. Cảm ơn Ngô Khuyến nhá. Chị có chân váy rồi Lê Nguyên Nhi nhá, nhưng mà hôm nay không biết có làm kịp không, nếu mà làm kịp thì chị làm nhá. Nếu mà làm kịp thì em làm nhá. Các chị chấm chấm bài tương tác hộ em đi ạ. Chấm chấm bài tương tác hộ em. Lên mốc 80 người, lên mốc 80 người xem em tặng quà cho các chị nhá. 80 người xem là em bắt đầu tặng quà cho các chị. 75 người rồi. Em xin chào chị Hương Đinh ạ. Lên mốc 80 người xem em tặng quà cho các chị. Chị Hương Đinh chia sẻ bài hộ em ạ. Xin chào Vũ Thị Kim Cúc chia sẻ bài hộ em. 74 người rồi các chị nhá. Lên mốc 80 người em tặng quà cho các chị. Các chị chia sẻ bài nhắn lên đây để em tặng quà nhé. Xin chào Bon Bon. Các chị chia sẻ tích cực lên ạ. 76 các chị xem rồi. Em nhìn thấy chị, em à chị nhìn thấy Nhung Nguyễn nhé. Cảm ơn Nguyễn Thị Hiếu. Nguyễn Thị Hiếu hình như hôm qua có một cái áo phao mà chị gọi hình như là có anh chồng cầm máy ấy. Vâng, em cảm ơn chị Hương. Có anh chồng cầm máy. Nếu mà có lấy thì báo lại cho chị Nguyễn Thị Hiếu nhá. Áo phao đấy có duy nhất một cái thôi. Xin chào Thu Lê. Thu Lê hôm nay ưng cái gì xong chị tặng. À hôm nay ưng cái gì xong rồi chị gửi hàng nhá. 78 rồi, hai người đã thôi các chị vào hộ em đi ạ. Vào hộ em đủ 80 người. Đủ 80 người em tặng quà các chị nhá. Lại tụt người xem rồi. Lại tụt người xem rồi các chị ạ. Các chị vào đi ạ. Vào vào chia sẻ bài hộ em đi. Chia sẻ bài hộ em đi. Tích cực chia sẻ cho em. Xin chào Phạm Hiền. Phạm Hiền ơi chia sẻ bài hộ chị đi. Chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm. Hôm nay chị hình như là nếu mà có thì chị làm kịp thì chị làm luôn. Nếu mà kịp thì em làm phao luôn các chị nhá. Hôm nay một lô dạ duy nhất thôi. Lô dạ duy nhất là 160k. Chia sẻ của 140k. Lô hôm nay em bán không lợi nhuận cho các chị luôn. Để em các chị vào ủng hộ và tương tác bài chấm chấm bài hộ em. Vì mấy hôm nay face của em nó đang bị ẩn thông tin ấy. À làm trước xong rồi tặng sau à. 80 rồi, 80 rồi em tặng quà các chị nhá. Chị nào chia sẻ nhiều thì comment lên đây để em tặng quà nhá. Bùi Thị Phương Thảo. Bùi Thị Phương Thảo này. Bùi Thị Phương Thảo một cái nhá. Bùi Thị Phương Thảo lúc nãy rồi này. Cái này tặng Bùi Thị Phương Thảo nhá. Chia sẻ hộ em. Thùy Dung Vũ. Cái này của Thùy Dung Vũ nhé. Đây là len, len nhà em là len Hàn các chị nhé. Len Hàn. Thùy Dung Vũ được một phiếu tiếp nhé. Thùy Dung Vũ được một phiếu. Các chị tương tác. Ok Phạm Hiền. Tương tác hộ em. Cái đây của Thùy Dung. Cái này là của Thùy Dung Vũ. Thùy Dung Vũ. Lê Thị Kim Thu. Lê Thị Kim Thu. Ừ. Cái này của Bùi Thị Phương Thảo này. Cái kia là của Thùy Dung Vũ này. Lê Thị Kim Thu, Lê Thị Kim Thu. Đỗ Lan 15 nhóm rồi hả em? Lê Thị Kim Thu. Các chị chia sẻ, tích cực chia sẻ bài xong rồi cuối live em tặng tiếp nhá. Cuối live em tặng tiếp. Em tặng nhanh, em tặng nhanh Bùi Thị Kim Thu. Em tặng nhanh để em bắt đầu làm này. Chị Tình Nguyễn này, chị Tình Nguyễn nhá. Cái này của chị Tình Nguyễn nhá. Nhanh lên con. Cái này là tặng chị Tình Nguyễn này. Xong các chị cố gắng theo dõi em. Cuối live em lại tặng quà các chị nhá. Ngô Khuyến. Nhung Nguyễn. Bùi Thị Kim Thu là cái này. Nhung Nguyễn, Nhung Nguyễn nhá. Nhung Nguyễn một phiếu này. Nhung Nguyễn một phiếu nhá. Nhung Nguyễn một phiếu này. Phạm Hiền ơi mới được 7 nhóm, 10 nhóm cơ. 10 nhóm cơ. 10 nhóm nhá. 10 nhóm. Chia sẻ 10 nhóm. Bùi Thị, Lê Thị Kim Thu có rồi ạ. Lê Thị Kim Thu có rồi ạ. Còn một cái này chị nào tặng, chị nào chia sẻ 10 nhóm và chia lên trang cá nhân em tặng này. Còn một cái nhá, còn một cái màu hồng nhá. Nguyễn cái đen này à? Ừ. Em cảm ơn chị Tình Nguyễn, em bắt đầu làm nhá. Okay, em bắt đầu làm. Cái màu hồng chưa? Chị Lê Thị Kim Thu có phần rồi, Lê Thị Kim Thu có phần rồi. Em bắt đầu làm các chị nhá. Cảm ơn Phương Thảo. Okay, các chị ơi, lô hàng hôm nay là em
Vâng, cái này của chị Hương Đinh. Em cảm ơn chị Hương Đinh. Lô hàng hôm nay là em bán đồng giá 160k. Chia sẻ và tương tác bài cho em lên các trang cá nhân, ít nhất là 10 trang hội nhóm và một trang cá nhân, là mua được giá dạ dài là 160k, chia sẻ còn 140k. Dạ ngắn là 140, chia sẻ còn 120 các chị nhé. Các chị vào tương tác bài của em tương tác bài của em. Duy nhất một lô hôm nay thôi. Duy nhất một lô hôm nay thôi các chị nhé. Mai trở về giá cũ ấy. Tại vì mấy hôm nay face của em nó đang bị ẩn tương tác ấy, nên hôm nay em làm một hôm giá ưu đại cho các chị nhé. Giá ưu đại cho các chị để các chị tương tác và ủng hộ chia sẻ bài hộ em. Em cảm ơn chị Hương Đinh, em bắt đầu làm nhé. Mỗi chiếc có một cái duy nhất, không có chiếc thứ hai đâu các chị nhé. Không có chiếc thứ hai đâu. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng cho em. Em đảm bảo là không các chị không có chiếc thứ hai. Phạm Hiền 3 nhóm là đủ 10 nhóm rồi à. Cuối live em tặng tiếp các chị nhé. Cuối live em tặng tiếp. Em này em thấy ghi là size 55 này. Hàng hàng hiệu của Hàn. Nhà em là hàng của Hàn nhé các chị nhé. Hàng của Hàn. Dạ ngắn là 140, chia sẻ cho em còn 120 này. Duy nhất một lô hôm nay thôi nhá. Duy nhất một lô hôm nay thôi, mai trở về giá cũ các chị nhá. Mai trở về giá cũ. Đâu còn treo lên nữa. Chị vào hẳn trang cá nhân của em xem chị Tú Anh. Em này là cho các chị dưới 52 53 kg. Hả? Không cần treo lên. Không, thôi chị cứ biết đâu. Ừ, con cứ để đấy. Dưới 52 53 kg các chị nhá. Em này là dưới 253 kg này. Chia sẻ bài cho em còn 120k. Em này rất là đẹp luôn. Cho các chị mặc với chân váy công sở đi làm nhé. Chị nào công sở đi làm lấy cái này cho chị. Em này em để mã số 1 luôn nhé. Mã số 1 53 kg quay đầu lại. 53 kg quay đầu lại. Em cao 1m58, nặng 51 kg các chị nhé. Các chị cứ nhìn em xong các chị suy ra nhé. Đây 53 kg quay đầu lại. Em này em để mã số 1. Nhà em là hàng si các chị nhé. Nhà em là hàng si. Đây, em này rất là đẹp luôn. Mã số 1, 53 kg quay đầu lại. Chất cực kỳ thích luôn. Chia sẻ bài cho em ạ. Chia sẻ lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em. Các chị tích cực chia sẻ bài cho em. Mã số 1. Hàng rất là đẹp luôn. Em có một cái dạ dài này rất là đẹp các chị. Dạ dài là 160, chia sẻ cho em còn 140 các chị nhá. Dạ dài. Cái này rất là xinh này. Màu như kiểu màu kem đấy các chị nhá. Màu kem đậm đậm hơn màu kem một chút. Em này là cho các chị dưới 56 kg quay đầu lại nhá. 56 kg quay đầu lại này. Em này 56 kg quay đầu lại. Xin chào Lê Thúy, xin chào Thanh Hải Vũ nhá. Đây. Em này 56 kg quay đầu lại. Dạ dáng choàng dài. Em này là dạ lông ngắn mượt các chị nhá. Dạ lông ngắn mượt, cái này thì mới nguyên, mới đến 99% luôn. Em này em để mã số 67. Chia sẻ bài cho em còn 140k. 160 chia sẻ còn 140 này. Em này em để mã số 67 nhá. Các chị tích cực chia sẻ bài hộ em đi ạ. Xin chào Hoa Quách. Hoa Quách ơi, hôm nay ưng cái gì xong rồi chị đóng đơn chị gửi luôn cho. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ, chia sẻ bài hộ em lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhé. Ôi mày chưa nói mà đã thấy mệt. Tích cực chia sẻ cho em các chị nhé. Chuột An Khánh em nhận được hàng chưa? Nhận được hàng chị gửi chưa? Đây em này rất là đẹp này các chị này. Em này là cho các chị dưới 52 kg quay đầu lại nhé. 52 kg quay đầu lại. Đây. Em này rất là đẹp luôn. Cho các chị 52 kg quay đầu lại. Phần cổ này các chị có thể tháo rời ra. Phần cổ này có thể tháo rời ra. Chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em ạ. Hương Thảo ơi chị còn. Hôm nào qua nhà chị đi. Tại vì mấy hôm nay chị bận á. Chị thì chưa đi ra chợ được cơ. Em này là màu sữa các chị nhé. Màu sữa mới nguyên, mới đến 99% luôn. Em này mới đến 99% luôn. Em này em để mã số 26. 52 kg quay đầu lại. Mã số 26. Mã số 26. Ok chuột An Khánh. Mã số 26. 52 kg quay đầu lại. Em đây rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài hộ em. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Em có cái này rất là xinh này các chị này. Em này là có mũ này. Chia sẻ bài
áo này chia sẻ bài cho em còn 120k cái này. À vậy à Hương Thỏ. Đây, cái này thì rất là đẹp luôn. Dưới 5556 kg quay đầu lại nhá. Dưới 5556 kg quay đầu lại, chia sẻ bài cho em còn 120k thôi nhá. Đây, chia sẻ bài cho em còn 120k. 5556 quay đầu lại. Em này em để mã số 105. Mã số 105, 5556 kg quay đầu lại. Mã số 105. Các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Đây con chưa chia cho mẹ. Hả? Nên đó chứ rồi, nên đó là hàng bán mà. Cái nào? Nên đó là chỉ được cho hàng bán thôi. Ờ, à, đợi mẹ tí. Em có cái này rất là đẹp luôn các chị nhá. Em này là dáng của Hàn luôn đấy. Đây, cái này là cho các chị dưới 54kg quay đầu lại. Dưới 54kg quay đầu lại, chia sẻ bài cho em còn 140k. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này là dạ suông nhá. Dạ dáng suông. Em này em để mã số 80. Dạ mịn dáng suông này các chị này. Mã số 80, 54kg quay đầu lại nhá. Cái này rất là xinh luôn này. Đây, kiểu sọc sọc này mặc rất là tây nhá. Mã số 80. 80. Size S có. Em chỉ có size S nhá, Trâm Nguyễn nhá. Trâm Nguyễn đợi chị tí nhá. Em có cái này dạ màu hồng mịn này các chị này. Màu hồng mịn nhá. Cái này rất là đẹp luôn. Không, không phải cái hôm qua em chọn đâu. Nhà chị có rất nhiều cái. 80 của Phạm Hiền. 80 của Phạm Hiền. 80 của Phạm Hiền đi con. Đây, em này rất là xinh luôn các chị nhá. Dưới 53kg. Dưới 53kg. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Dưới 53kg em này rất là xinh. Không có cái nào giống cái nào đâu. Hàng của các chị mà hôm qua mà dồn đơn là em gom hết rồi nên các chị yên tâm nhá. Không bị nhầm đâu. Em này em để mã số 55. Mã số 55. Chia sẻ bài. Chia sẻ bài cho em. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Em hồng này rất là xinh này. Chị nào thích em hồng thì lấy màu hồng cho em. Em hồng này rất là đẹp luôn. Chắc là nó chỉ na ná giống nhau thôi. Na ná giống nhau thôi. Đây em có cái này rất là xinh này các chị này. Em này là dưới 51kg thôi. 55 của Yến Nguyễn. 55 của Yến Nguyễn. Phạm Hiền ơi chia sẻ bài cho chị đi. Các chị chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá 140k nhé. Chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá 140k. Yến Nguyễn chia sẻ bài cho chị đi. Chia sẻ bài cho chị thì mới mua được giá 140k. Duy nhất một lô hôm nay thôi, xong ngày mai là giá lại quay lại đấy các chị nhé. Duy nhất một lô hôm nay em bán giá như thế này thôi. Tại vì hôm mấy hôm nay pay của em đang bị ẩn tương tác ấy, nên em bán không lợi nhuận cho các chị để các chị chia sẻ và tương tác bài hộ em. Em bán không lợi nhuận để nhờ các chị chia sẻ và tương tác bài hộ em nhé. Đây, em này dưới 51-52kg thôi, em này rất là đẹp luôn. Mới nguyên, mới đến 99%. 55 là của Yến Nguyễn nhé. Các chị chốt hàng kèm mã và số điện thoại chia sẻ bài hộ em. Cảm ơn Phạm Hiền. Nhớ kèm mã số điện thoại chia sẻ bài hộ em. Cuối live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị nhé. Cuối live em kiểm tra các lượt chia sẻ. Em này em để mã số 94, em này rất là đẹp. 55 rồi. Dáng đây nhé. Mã số 94, 55 của Yến Nguyễn. 55 là của Yến Nguyễn lúc nãy rồi. Ừ, thì mẹ nói Yến Nguyễn. Cảm ơn Yến Nguyễn nhá. Thì mẹ đọc hai lần nữa. Ừ. Các chị chia sẻ bài hộ em, chia sẻ bài tương tác bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài tương tác bài hộ em. Có một lô duy nhất hôm nay em bán giá như thế này thôi. Em bán không lợi nhuận để nhờ các chị chia sẻ và tương tác bài cho em. Vì mấy hôm nay Facebook của em nó đang bị mất tương tác, bị ẩn tương tác ấy. Của bạn khác rồi, 80 là của Phạm Hiền rồi. 80 của Phạm Hiền rồi. Em có cái này rất là đẹp này các chị này. 57kg quay đầu lại nhá. Em này là màu nâu tây này. 57kg quay đầu lại, màu nâu tây. Chia sẻ bài cho em còn 140k. 160k chia sẻ còn 140k. Màu nâu tây nhá. Cái này rất là xinh, 57kg. 57kg quay đầu lại. Em này em để mã số 39. Mã số 39. Em cảm ơn chị Nguyễn Long nhá.
Yến Nguyễn mà chị nhìn thấy Yến Nguyễn xong mới đến em đấy Phạm Hiền ạ. À. Yến Nguyễn xong mới đến em. Tí chị chụp màn hình chị inbox cho. Chắc là tại vì em bị trôi bài này em không nhìn thấy. Yến Nguyễn xong mới đến em. Em có một cái màu hồng tiếp của các chị này. Một cái màu hồng này rất là xinh nhá. Đây. Không có shopsy nào bán dạ rẻ như nhà em đâu. Duy nhất một lô hôm nay em bán giá như thế này cho các chị đã thôi. Mai là quay về giá cũ nhá. Mai quay về giá 200k. 39 của Phạm Hiền. 39 của Phạm Hiền. Em này là cho các chị dưới 52kg. Dưới 52kg. Hôm nay em bán hàng không lợi nhuận. Nhờ các chị tương tác và chia sẻ bài hộ em. Nhờ các chị tương tác và chia sẻ bài hộ em. Đây, em này rất là đẹp. Dưới 51kg thôi. Em này em để mã số 66. Mã số 66 không có. Không có dạ, không có ở đâu bán dạ rẻ như nhà em đâu. Mã số 66. Em này mã số 66, em này rất là đẹp. Đẹp cực kỳ luôn các chị nhé. Em này đẹp lắm. Em có cái này như kiểu da lộn đấy, nhưng không biết có phải da lộn không, nhưng cái này là của các chị size lớn này. Các chị size lớn. Đẹp quá mà size bé. À mà size to à. Đợi chị tí Trâm Nguyễn nhá. Đợi chị tí, có nhiều size bé xíu á, đợi chị tí. Em này là cho các chị size lớn nhá. Em này là cho các chị 60kg quay đầu lại này. Chị nào lấy em này mặc rất là đẹp dáng suông, 60kg quay đầu lại nhá. Chia sẻ bài cho em còn 140k. 60kg quay đầu lại. Em này em mặc rộng nó kiểu lướt lướt nên nó không đẹp. Các chị nào mà to hơn em một chút á, mặc cái này rất là đẹp luôn. Em này em để mã số 22. Mã số 22. Em này mã số 22. 6 này mẹ cứ thấy mẹ cóc cao ở đâu ta? Bỏ dép ra. Đừng có cao như vậy chứ. Cao cao khó đi. Nhìn thấy ai được xem mình cũng đi. Tại cao cao đi khó. Em có cái này cho các chị size lớn tiếp này. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Size lớn tiếp này. Cái này là cho các chị 70kg quay đầu lại. 70kg quay đầu lại dáng suông nhé. Đây, 70kg quay đầu lại dáng suông. Em hơi bé nên em mặc cái này nó bị lướt. Em này em để mã số 60. Mã số 60. 70kg quay đầu lại. Mã số 60. Phải đi dép thôi. Trời ạ, không đi nhìn nó lại bị lướt. Mã số 60. Chia sẻ bài hộ em đi ạ, các chị chia sẻ bài và tương tác bài hộ em nhé. Chia sẻ bài và tương tác bài hộ em. Ok, chuột An Khánh để chị làm dạng ngắn nhé. Các chị đợi em chút em làm dần nhé. Đợi em chút em làm dần. Em có một ít dạng ngắn rất là đẹp luôn. Đây, em có cái này rất là xinh nhé. Cái này thì mới nguyên, mới đến 100% luôn các chị nhé. Mới đến 100%. Dưới 52kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 140k. 52kg quay đầu lại. 52kg quay đầu lại. Đây. Em này rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài cho em còn 140k. 52kg quay đầu lại. Em này em để mã số 4. Cái này thì mới nguyên, mới 100% nhá. Mới 100% luôn. Mã số 4. Chia sẻ bài hộ em đi. Mã số 4. Em có cái này rất là sang này. Màu nâu tây sang. Cái này pha kiểu báo báo rất là sang các chị nhé. Pha kiểu báo báo này. Nhà em là hàng si nhá, Thái Bảo nhá. Nhà em là hàng si 44 của Nguyễn Hà. Nguyễn Hà kèm cho em xin thông tin số điện thoại nhá. Nguyễn Hà kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài hộ em đi ạ. Kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài hộ em. Các chị chốt hàng kèm em thông tin số điện thoại và chia sẻ bài hộ em nhá. Em tư 44 đâu? Hả? Có 4. Chắc là con cứ ghi là của Nguyễn Hà. Kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài hộ em Nguyễn Hà nhé. Để em chốt hàng cho các chị ạ. Đây em có em này rất là đẹp luôn. Em này là dưới 53kg quay đầu lại. 53kg quay đầu lại nhé. Mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Hôm nay em bán 160k, chia sẻ bài cho em còn 140k. Duy nhất một lô hôm nay thôi. Duy nhất một lô hôm nay thôi các chị nhé. Xin chào Huỳnh Ngọc. Xin chào Trần Khánh Linh. Em này em để mã số 32. Mã số 32, cái này rất là đẹp này. Mã số 32.
Nguyễn Hà kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho em nhé. Nguyễn Hà nhé. Các chị chốt hàng nhớ kèm mã cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài ạ. Kèm mã cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài. 32 của Nguyễn Hà. Nguyễn Hà kèm số điện thoại cho em để em chốt hàng ạ. Các chị chốt hàng chủ động kèm cho em số điện thoại thì em mới chốt hàng nhé. Nguyễn Hà mà không cho em số điện thoại là em chốt cho Vũ Thị Kim Cúc ạ. Vũ Kim Cúc ạ. Em có một cái phao này các chị này. Cái phao này hình như hôm nọ nó bị lỗi mất một chút ở đâu rồi. Áo đẹp thế chị. Lấy 32 không lấy 44. Ok. Các chị nhớ chốt hàng cho em chắc chắn và cẩn thận nhé. Nếu mà các chị không chắc chắn thì lại lỡ mất khách sau của em ấy. Nên các chị cố gắng thông cảm cho em chốt chắc chắn cẩn thận hộ em chị Nguyễn Hà nhé. Vậy thì chốt cho chị Nguyễn Hà 32 bỏ 44 ra con. Bỏ 44 ra. Chốt 32 bỏ 44 ra. 32 đây. Em cảm ơn chị Nguyễn Hà. Bỏ 44 ra. Bỏ 44. Các chị nhớ cố gắng chốt nghe em tư vấn và chốt hàng chắc chắn cẩn thận hộ em với. Vì là em làm rất là vất vả luôn và tư vấn cho các chị cực kỳ cẩn thận luôn. Nên mà nếu mà các chị mà không chắc chắn thì lỡ mất khách sau của em á. Nên là thông cảm cho em với nhá. Em có cái phao này rất là đẹp này. Nhưng mà hôm nọ hình như nó bị lỗi mất một xíu ở đâu ấy nhỉ. Đây này các chị này. Đây, các chị có thể dán cho em một cái hình dán ở đây nhá. Cái này nó bị lỗi xíu như này em bán cho các chị 100k nhá. 100k này, lỗi xíu thôi. Vì bản thân áo này nó cũng là hình dán rồi nên các chị dán một cái hình bé xíu ở đây cho em nhá, không ảnh hưởng gì hết. 100k cái này. Em mặc cho các chị xem này. Cái này là phao như phao siêu nhẹ đấy. Phao siêu nhẹ. 100k thôi. Ok Lê Thị Xuân. Đây, cái này là dưới 5556 kg. Dưới 5556 kg 100k. Nó bị lỗi xíu ở cái tay ấy, thì các chị về dán lại hộ em, không ảnh hưởng gì hết. Em này em để mã số 64. Mã số 64. Mã số 64. Hôm nay mệt chứ con. Nó lại còn làm chi sao mà nghỉ thế này. Con này lúc nào chẳng muốn nghỉ. Con ơi cho sức khỏe mẹ thôi. Áo trắng. Áo phao 64. Các chị chốt hàng kèm mã và số điện thoại và chia sẻ bài hộ em ạ. Các chị chốt hàng kèm mã số điện thoại và chia sẻ bài hộ em nhé. Chốt hàng kèm mã và số điện thoại chia sẻ bài hộ em. Em có cái này cho các chị size lớn 60kg quay đầu lại này. 60kg quay đầu lại. 64 của Thùy Dung Vũ. Thùy Dung Vũ kèm cho em số điện thoại và chia sẻ bài hộ em ạ. Thùy Dung Vũ kèm số điện thoại và chia sẻ bài hộ em nhé. Em này 60kg quay đầu lại các chị này. 60kg quay đầu lại. Em này em để mã số 106. Mã số 106. Ok Thùy Dung Vũ, nhìn thấy thông tin của Thùy Dung Vũ rồi. Cái phao đấy rất là phong cách luôn. Cái phao đấy cực kỳ phong cách luôn. Thùy Dung Vũ chia sẻ bài cho em nhé. Chia sẻ bài cho em ạ. Chia sẻ bài cho em. Em có cái này gọi là siêu phẩm thua luôn. Như cái này mọi hôm là em bán 220k đấy. Nhưng mà hôm nay nó lẫn vào trong cái nhóm này nên em bán cho các chị. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Em này rất là đẹp luôn. 53-54kg quay đầu lại. Ellie Nguyễn ơi, lúc nãy em bấm trước nhưng em lại không bấm mã cho chị ấy. Các chị chốt hàng kèm mã và số điện thoại cho em cho công bằng nhé. Đây. Em này rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Duy nhất một lô hôm nay thôi. Ngày mai trở về giá cũ các chị nhé. Giá cũ là em bán 200-220k đấy ạ. Em này em để mã số 82. Mã số 82. Hôm nay em bán hàng không lợi nhuận. Nhờ các chị chia sẻ bài và tương tác bài hộ em. Mã số 82. Duy nhất một lô hôm nay thôi. Mã số 82. Cái đấy rất là đẹp. Nhờ các chị chia sẻ bài và tương tác bài hộ em. Ok của Ellie Nguyễn 82. Ellie Nguyễn 82 nhá. 82 của Ellie Nguyễn. Cảm ơn Nguyễn Hà. Ellie Nguyễn chia sẻ bài cho chị nhá. Ellie Nguyễn chia sẻ bài cho chị. Cuối live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị á.
nên các chị chịu khó bỏ ra một vài giây chia sẻ bài hộ em nè, bỏ ra một vài giây chia sẻ bài chấm chấm bài tương tác hộ em nhé. Em này là em bán cho các chị 120k, chia sẻ bài 120k này. Em này dưới 53kg, dưới 53kg này. Em này mới lắm, pha cực kỳ phong cách nhá. Chia sẻ bài cho em còn 120k, 140 chia sẻ còn 100, 120. Em này em để mã số 11 này, mã số 11 nhá. Duy nhất một lô hôm nay thôi, ngày mai trở về giá cũ các chị nhá. Ngày mai trở về giá cũ đây các chị, nhanh tay chốt hàng hôm nay. Nhanh tay chốt hàng hôm nay ạ. Em có một cái màu sữa dạ lông ngắn này, màu sữa dạ lông ngắn dáng choàng, hàng hiệu của Hàn luôn. Màu sữa dạ lông ngắn dáng choàng, hàng hiệu của Hàn nhá. Đây, cái này là cho các chị size lớn. Cái này có đai này. Cho các chị size 62kg quay đầu lại, 62kg quay đầu lại nhá. Em này 62kg quay đầu lại này. Em này em để mã số 93. Xin chào Thu Hà. Mã số 93. Thu Hà chia sẻ bài cho chị nhá, chia sẻ bài hộ chị đi. Mã số 93. Em có cái màu xanh này rất đẹp đẹp các chị này. Tích cực chia sẻ bài cho em đi ạ. Màu xanh nhá. Màu xanh này cho các chị dưới 63-65kg, dưới 65kg các chị nhá, dáng suông dưới 65kg. 93 của Ngô Thủy Linh, 93 đẹp cực kỳ Ngô Thủy Linh nhá. 93 của Ngô Thủy Linh. Đây. Em này là dưới 65kg. Dưới 65kg. Chia sẻ bài cho em còn 140k, duy nhất một lô hôm nay thôi. Em này em để mã số 45. Mã số 45. Các chị chấm chấm bài tương tác và chia sẻ bài hộ em nhá. Ngô Thủy Linh chia sẻ bài cho chị đi. Chia sẻ bài cho chị đi. Chấm chấm bài tương tác. Ai mà cứ nhắn tin nữa. Biết. Con bảo là mẹ cháu đang like, tí mẹ cháu trả lời. Ok. Cảm ơn Thu Hà nhá. 45 của Ngô Thủy Linh. Ngô Thủy Linh chia sẻ bài hộ chị nhá. Ngô Thủy Linh chia sẻ bài hộ chị đi. Các chị tích cực chia sẻ bài hộ em đi ạ. Em có một cái này có mũ này. Có mũ. Mũ này các chị có thể tháo rời nhá. 45 Ngô Thủy Linh ạ. Cảm ơn Ngô Thủy Linh. Mũ này có thể tháo rời. Lô hôm nay em bán như thế này thôi, xong mai lại quay về giá cũ ấy, nên các chị tranh thủ chốt hàng đi. Không mà có cần ghi giá không ấy? Không, không cần. Các chị tranh thủ chốt hàng nhá. Lô hôm nay thôi, duy nhất một lô hôm nay thôi, mai trở về giá cũ. Giá cũ là em bán 200-220k. Em này là cho các chị size 55kg quay đầu lại. 55kg quay đầu lại nhá. Cái này có mũ các chị có thể tháo rời ra. 55kg quay đầu lại. Em này em để mã số 10. Mã số 10, 55kg quay đầu lại nhá. Mã số 10. Tương tác bài hộ em đi ạ. Có cái nào năm có Hiền Bùi nhá, chị có rất nhiều cái size bé bé, Hiền Bùi đợi chị tí nhá. Có nhiều cái size bé bé. Em có một cái dạ len các chị này, dạ len cái này dáng đẹp cực kỳ luôn nhá. Dáng đẹp cực kỳ luôn này. Cái này size bé thôi, size 51kg quay đầu lại này. Size 51kg quay đầu lại, dạ len mới tinh luôn. Số 10 của Hiền Bùi. Hiền Bùi kèm cho chị xin thông tin số điện thoại và chia sẻ nhá. Hiền Bùi kèm cho chị xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho chị. Em này dưới 51kg thôi. Dưới 51-52kg. Dáng này các chị nhé. Dáng đây nhé. Dưới 51-52kg thôi. Dạ len mới tinh luôn. Cái này mới tinh này. Đây. Dáng như này cực kỳ đẹp. Em này em để mã số 25. Mã số 25. Hiền Bùi kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho em ạ. Nếu các chị không chia sẻ bài cho em là phải mua với giá 160k. Nên các chị bỏ ra một vài giây chia sẻ bài hộ em, bỏ ra một vài giây chia sẻ bài hộ em để mua với giá 140k nhé. Em này em để mã số 25. Mã số 25. 25 của Nguyễn Hà. 25 rất là đẹp Nguyễn Hà nhé. Em có cái này chất dạ mịn đét này. Dạ mịn đét đang còn nguyên tang mác của Hàn. Hiền ơi, Hiền ơi, để tớ tìm cho Hiền nhé. Để tớ tìm cho. Vâng, em cảm ơn chị Hương Đinh. Đây, em này là cho các chị dưới 65kg. Dưới 65kg. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này là cho chị nào cao 1m6 nhá. Cao 1m6. Em cao 1m58 này. Em mặc hơi hơi bị đuối này.
Chị nào cao 1m6 thì lấy cái này cho em, cái này rất là đẹp nhá, dáng suông. Cảm ơn nhìn thấy thông tin của Hiền Bùi rồi. Hiền Bùi nhớ chia sẻ bài cho em nhá. À nhớ chia sẻ bài cho chị nhá. Em này em để mã số 61. Mã số 61, cái này này đẹp lắm. Chất dạ mịn nhá, chất dạ mịn, mã số 61. Cảm ơn Hằng Nguyễn nhá. Hàng nhà em tuyển cực kỳ cẩn thận nên các chị yên tâm nhá, cực kỳ yên tâm, em tuyển cẩn thận lắm ạ. Cảm ơn Huyền. Em có cái này dạ lông, dạ kiểu dạ ép một lớp ấy. Cái này là dạ một lớp này. Dạ một lớp màu rêu cho các chị size lớn này. Cái này là cho các chị 70kg quay đầu lại, size L, size XL. 70kg quay đầu lại, size L, size XL nhé. Cái này đẹp cực kỳ luôn. 70kg quay đầu lại, size L, size XL. Bên Hàn Quốc họ mặc cái kiểu suông suông cái này cực kỳ sang các chị nhé. Mặc kiểu dạ suông này sang lắm. Các chị mùa đông các chị khoác ngoài váy body cho em đẹp. 61 của chị Hương Đinh. 61 của chị Hương Đinh. Chị Hương ơi nhớ chia sẻ hộ em nhé. Em này em để mã số 5 này. Mã số 5, 70kg quay đầu lại. Cái này màu rêu. Gia Minh Nguyễn sau rồi, Gia Minh Nguyễn sau rồi. Em có một cái này dạng ngắn. Dạng ngắn chia sẻ bài cho em 140, chia sẻ bài cho em còn 120 này. 140 chia sẻ còn 120. Đấy. Cái này là dưới 52kg quay đầu lại. 52kg quay đầu lại các chị nhé. Cái này đẹp cực kỳ luôn, kiểu màu rêu rêu, mặc rất là tây. Màu rêu rêu. Chia sẻ bài hộ em nhé, các chị chịu khó chia sẻ bài hộ em nhé. Đây, đẹp cực kỳ luôn. 52kg quay đầu lại các chị nhé. 52kg quay đầu lại. Ok, Hiền ơi, Hiền chịu khó nghe chị tư vấn nhá. Chịu khó nghe chị tư vấn xong rồi chọn trên like cho nó đúng phong cách. Chị là chỉ sợ là chị chọn là không đúng phong cách của em á. Nên em chịu khó xem trên like đi. Em này em để mã số 28. Chia sẻ bài cho em. 140 chia sẻ còn 120 này. 140 chia sẻ còn 120. Hàng rất là đẹp. Nên các chị cứ tự tin chốt hàng nhá. Không có chiếc thứ hai đâu ạ. Em đảm bảo là không có chiếc thứ hai đâu. Các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng cho em. Duy nhất một lô hôm nay em bán giá như thế này thôi. Mai trở về giá cũ đấy. Mai trở về giá cũ. Choàng đen. Em choàng đen cổ lông này. Em này sang này. Đây. Em này dưới 55kg. Dưới 55kg quay đầu lại này. Em này rất là đẹp. 55kg quay đầu lại nhé các chị nhé. Em này em để mã số 54 dạ mịn. Mã số 54, 55kg quay đầu lại. Mã số 54. Em này đẹp, chị nào thích em này bấm cho em này. Mã số 54. Có duy nhất một chiếc thôi, mã số 54. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em nhé. Cao 1m58 là bằng chị đấy, chuột An Khánh. Chị 1m58 nặng 51kg này. Nên em thấy cái nào mà chị mặc kiểu vừa vừa, dáng vừa vừa thì em lấy nhá. Đây em có cái này dạng ngắn này các chị này. Em có cái này dạng ngắn này, các chị chia sẻ bài cho em còn 120k. Cái này là cho các chị dưới 57kg này. Dưới 57kg quay đầu lại nhá. Dưới 57kg. 140 chia sẻ còn 120. Em này em để mã số 51. Các chị chấm chấm bài tương tác bài hộ em nhá. Chấm chấm bài tương tác bài hộ em đi ạ. Chấm chấm bài tương tác bài hộ em. Em có cái này đẹp ơi là đẹp này các chị này. Đẹp ơi là đẹp luôn. Cái này là xịn quá đấy cơ. Dạ ngắn nhưng mà cái này hàng hiệu luôn nhá. Cái này hàng hiệu này. 160k chia sẻ bài cho em còn 140k cái này này. Cái này hàng hiệu luôn đấy. Cái này thì đẹp cực kỳ luôn, xịn lắm. Đây. Cái này là cho các chị 57kg quay đầu lại mặc đẹp này. 54-57kg mặc đẹp nhá. Nếu 51kg thì mặc rộng. 51kg mặc rộng nhé. 54-57kg. Cái này các chị chia sẻ bài cho em còn 140k. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này đẹp cực kỳ luôn này. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này em để mã số 47. Mã số 47 này. Mã số 47 cái này chất cực kỳ thích nhé. Đây. Mới đến 100% luôn. Mã số 47 mới đến 100% luôn. Cái đây rất là đẹp. Các chị chấm chấm bài tương tác của em đi ạ.
chấm chấm bài tương tác hộ em. Hả? Sao hết đấy? Sao hết thì con bỏ đi. Con mới chạy vào nhà con cắm đấy. Không cắm à? Em có cái màu vàng này rất là đẹp này các chị này. Size S. Màu vàng này size S này. Em thấy gì là size S dạ mịn đét luôn. Size S này. Cái này là cho các chị dưới 50kg quay đầu lại thôi nhá. 50kg quay đầu lại này. Đây. Chị nào size bé bé thì lấy cái này cho em 50kg quay đầu lại. Áo đen cổ lông đẹp. Chị Hiền. Em này em để mã số 31. Mã số 31 này. Đây. 50kg quay đầu lại thôi. Mã số 31. Áo dạ mịn màu vàng. Màu vàng này các chị mặc cực kỳ tôn da nhé. 47 của Ánh Hiếu. 47 của Ánh Hiếu. Ánh Hiếu kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho em để mua với giá 140k nhé. Ánh Hiếu nhé. Chốt hàng kèm ok. Ánh Hiếu chia sẻ bài đi ạ. Chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em. Cuối buổi live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị. Cuối buổi live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị nhé. Em có cái này rất là đẹp nha chị. Cái này đẹp ơi là đẹp này. Cái này mới nguyên dáng váy nhá. Phần cổ này các chị có thể tháo rời ra. Cổ có thể tháo rời ra. Đây. Em này cho các chị 52kg quay đầu lại thôi. Chia sẻ bài cho em còn 140k. 52kg quay đầu lại nhá. Em này em để mã số 12. Mã số 12. Phần này có thể tháo rời ra nhá. Mã số 12. 52kg quay đầu lại. Mã số 12. Ánh Hiếu nhớ chia sẻ bài hộ em. Nhớ chia sẻ bài hộ em nhé. Em này là mã số 12. Em này đẹp lắm này chị nào lấy cái này cho em này. Em này rất là đẹp luôn. Mới nguyên luôn đấy ạ. Mới nguyên. Mã số 12. Các chị tích cực chia sẻ bài chấm chấm bài tương tác cho em nhé. Chấm chấm bài tương tác hộ em với ạ. Chị Tình Nguyễn là rất tích cực chấm chấm bài. Em cảm ơn chị Tình Nguyễn. Đây em có cái dạ len này đẹp này các chị này. Dạ len này rất là xinh này. Cái này là cho các chị. 12 của Hiền Hiền Bùi. Hiền Bùi Thu Hiền. Hình như Hiền Bùi Thu Hiền lúc nãy anh có đúng không? Không biết. Đúng rồi. Cả Hiền Bùi Thu Hiền à? Ừ. Lúc nãy con có biết vậy không? Không. 52kg quay đầu lại. Không thì con cứ ghi là Hiền Bùi cho dễ nhớ. 52kg quay đầu lại. Không ghi cả Thu Hiền ở dưới. Dạ len mới nguyên nhé. Dạ len mới nguyên. Em này em để mã số 97. Mã số 97. 52kg quay đầu lại. Dạ len mới nguyên này. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Duy nhất một lô hôm nay thôi. 4 cái vừa nãy mã bao nhiêu? Là cái nào? Nhung ơi, Nhung hỏi cái nào ấy nhỉ? Nhung nhờ. Nhung hỏi cái nào ấy Nhung? Không biết hỏi cái nào luôn. Chịu đó. Em có cái này đẹp lắm các chị này. Đây, cái này chia sẻ bài cho em còn 120k thôi này. Chia sẻ bài cho em còn 120k. 52kg quay đầu lại nhé. 52kg quay đầu lại này. Cái này 52kg quay đầu lại thôi các chị nhá. Em này mới lắm, kiểu dạ len đấy. Dạ len muối tiêu này. Em này các chị có thể phối cho em với quần jean nhá. Phối quần jean. Cái cổ lông ý chị. Cổ lông á. Cái cổ lông ấy có bạn lấy rồi. Cái này à Nhung. Cái này có bạn ấy lấy rồi Nhung ạ. Em này em để mã số 53. Mã số 53. Cái này mã số 53. Cái này đẹp này các chị này. Mã số 53. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Các chị tích cực chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm hộ em nhé. Em có một cái này dạ à, cái này dạ muối tiêu dáng ngắn tiếp này. Dạ muối tiêu dáng ngắn tiếp nhé. Đây. Em này là cho các chị 55kg quay đầu lại. 55kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 120k. 55kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 120k. Tiếc à, Nhung thích cái đấy à. Đây. 55kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 120k. Cái này dáng suông suông mặc rất là dễ mặc các chị nhé. Em này em để mã số 30. Mã số 30. Các chị chấm chấm bài tương tác và chia sẻ cho em đi ạ. Chấm chấm bài tương tác và chia sẻ cho em đi. Mỗi chị cho em xin chia sẻ đi ạ. Học
chứ là nghỉ con. Nhưng đó là vì con ủng hộ. Hả? Con ủng hộ mẹ nghỉ sớm. Con ủng hộ mẹ nghỉ sớm là sao? Con không thích chuyện mẹ nha. Em có cái này dạ ngắn dạ vét này các chị này. Dạ vét nhá, các chị có thể mặc kiểu khoác ngoài váy á, váy dài hoặc váy body nhá. Váy dài hoặc váy body dưới 52kg thôi ạ. À. Dưới 52kg chia sẻ bài cho em còn 120k, cái này mới nguyên này. Dưới 52kg chia sẻ bài cho em còn 120k. Ok Khánh. Em này em để mã số 34. Mã số 34. Thôi đừng mở cửa con. Con. Hai. Ok Hương Thỏ. Em có cái này dáng suông tiếp này các chị này. Dáng suông nhá. Dáng suông này. Cái này là cho các chị 56kg quay đầu lại, 55-56kg quay đầu lại này. Đây cái này rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài cho em còn 120k thôi. Em này em để mã số à, chia sẻ bài cho em còn 140k, 160 chia sẻ còn 140. Em này em để mã số 56. Mã số 56. 53 là cái nào nhỉ? Tìm cái 53 cho mẹ xem. Đợi chị tí Hiền Nguyễn nhé. Đợi tí Hiền Nguyễn nhé. Thấy không con? Tìm cho mẹ cái 53 này. Em có nghe cái này dạ ép một lớp nhé. Cái này là dạ ép một lớp này các chị này. Đây, cái này rất là xinh luôn. Dạ ép một lớp. Cái này là cho các chị dưới 65kg quay đầu lại. 65kg quay đầu lại nhé. Dạ ép một lớp 65kg quay đầu lại. Cái này rất là đẹp luôn. 65kg quay đầu lại. Em này em để mã số 59. Mã số 59. 53. Hiền ơi, Nguyễn Hiền ơi, 53 này. 53 chia sẻ bài còn 120k. Đây, Hiền Nguyễn này, đây là Hiền Nguyễn này. Nếu mà lấy thì ok Hiền Nguyễn nhá. Mã số 53. Dưới 52kg quay đầu lại thôi, 51-52kg quay đầu lại. Cái này thì các chị em có thể là phối với em quần jean hoặc quần legging. Dạ dáng vét à? Trinh Trang ơi, dạ dáng vét okay, à Trinh Trang? Chưa. Dạ dáng vét. Lúc nãy có một cái dáng vét ở đâu vậy? Vét đâu? Ừ. Cái đầu tiên lại dài không? Không, cái ngắn nhờ. Tao nhớ cái đầu tiên lại dài của nó lắm. Dạ, mặc lại mẫu đấy. Ok Trinh Trang. Hả? Hả? Không tìm thấy ở đâu, đợi tí cuối buổi live Trinh Trang nhá. À đây, có một cái dạ dáng vét kiểu này nữa Trinh Trang này. Em này là size bé. Size bé nhá. Đây, cái này là cho các chị dưới 52kg tiếp này. Dưới 52kg tiếp nhá. Em này xinh này. Dưới 52kg tiếp, em này xinh các chị nhá. Em này em để mã số 74. Mã số 74. Dưới 52kg thôi ạ. Mã số 74. Em có cái màu xanh này rất là đẹp luôn này. Màu xanh cúc sừng nhá. Màu xanh cúc sừng. Ok, để chị xem lại xem. Màu xanh cúc sừng mới nguyên. Dưới 55kg. Dưới 55kg này. Đây, cái này dưới 55kg mới nguyên nhá. Mới nguyên dưới 55kg này. Em này em để mã số 86. Mã số 86. Cái này mới nguyên dạ cúc sừng nhá. Mới nguyên mã số 86. Chia sẻ bài hộ em đây các chị, chia sẻ bài hộ em. Đây Trinh Trang nhá. Cái này màu xám này Trinh Trang này. Cái này đẹp lắm, chia sẻ bài còn 120k thôi. 140 chia sẻ còn 120 nhá. Đây. Ơi chị ở Bỉm Sơn. Em này là dưới 51kg quay đầu lại thôi, 50-51kg quay đầu lại. Chia sẻ còn 120. Em này mới nguyên, mã số 34. Trinh Trang mà lấy thì bấm mã số 34 Trinh Trang nhé. Lấy thì bấm 34. Xin chào Thu Hiền. Trinh Trang mà lấy thì bấm 34 Trinh Trang nhé. Cái đấy đẹp lắm, mới nguyên luôn ấy. Mới nguyên si luôn. 34. Tám mươi sáu, 45kg mặc rộng không? Các
Các chị ơi, em tư vấn sai rồi ấy. Tư vấn sai cẩn thận rồi ấy các chị nhá. Nên các chị cái đấy là kiểu dáng xung xuông nhá. Kiểu dáng xung xuông 55kg quay đầu lại, 55kg quay đầu lại nhá. Ok Trinh Trang. Vậy để cái này cho Trinh Trang, chốt cho Trinh Trang. Đây em này là cho các chị dưới 55kg này. 55kg quay đầu lại nhá. 55kg quay đầu lại. Em này em để mã số 57. Mã số 57. Cái xanh này rất là đẹp này các chị này. Cái xanh tí inbox lại cho chị để chị nhắn địa chỉ cho. Cái xanh này rất là đẹp các chị nhá. Chia sẻ bài cho em còn 120k thôi. Xin chào Thanh Nghĩa. Thanh Nghĩa ơi, chị gửi hàng cho em rồi nhá. Chị gửi hàng cho em rồi đấy. Các chị chốt hàng nhớ chia sẻ bài hộ em nhá. Chốt hàng nhớ chia sẻ bài hộ em ạ. Em có một cái phao lông vũ này. Phao lông vũ này mới nguyên nhá, size S thôi. Phao lông vũ mới nguyên này. Phần này là lông thật nhá. Phần này là lông thật này, size S thôi. Chị nào mà lấy thì chia sẻ bài cho em. Hôm nọ là em hôm nọ là có bạn ấy, bạn thích lắm nhưng mà kiểu bạn ấy bạn ấy 54kg bạn không mặc vừa. Cái này chỉ có 50kg quay đầu lại thôi nhá. 50kg quay đầu lại chia sẻ bài cho em còn 180k là lông vũ xịn nhá. Lông vũ xịn luôn các chị nhá. Size S thôi ạ. À. Cái này mới nguyên này. 50kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Phần lông này là tháo rời nhá. Phần lông này là tháo rời. Lông vũ xịn luôn đấy ạ. Cái này đẹp cực kỳ luôn nhá. Chia sẻ bài cho em còn 180k cái này này. Mới nguyên luôn, mới nguyên. Bao lỗi, bao chất, bao mới cho các chị. Lông vũ luôn. Em này em để mã số 24 này. Chị nào size S thì lấy cái này cho em. Mã số 24. Chia sẻ bài cho em còn 180k thôi. Cái này đẹp cực kỳ, mới nguyên. Mã số 24. Cái đấy rất là xinh luôn. Chuẩn size S. Chuẩn size S luôn. Đẹp thế mà lại nhỏ. Ok đấy thì vậy. Ok để cho Hiền nhá. Con ghi là của Hiền. Hiền Tuấn Minh này. Cái phao lông vũ đấy. Cái phao lông vũ đấy thì đẹp lắm. Ok Hiền. Mới nguyên luôn Hiền ạ, cái đấy là lông vũ đấy. Em có cái này kiểu chất gió nhá các chị nhá. Chất gió này, cái này mới nguyên này. Đây, cái này là cho các chị dưới 55kg quay đầu lại. 55kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 140k nhá. 160 chia sẻ còn 140. Cái này đẹp cực kỳ luôn nhá. Chất gió, mới nguyên luôn đấy ạ. Em này em để mã số 16. Mã số 16 nhá. Đây, cái này đẹp lắm. Mã số 16. Cái này mã số 16. Cái đấy rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài hộ em. Các chị chia sẻ bài hộ em nhé. Mã số chấm chấm bài tương tác bài hộ em các chị nhé. Chấm chấm bài tương tác hộ em. Mấy hôm nay phây nó đang bị ẩn tương tác buồn ghê đấy. Ok, cảm ơn Hiền. Em có cái dạng ngắn này các chị này. Dạng ngắn là 140k chia sẻ bài cho em còn 120 này. Cái này là có mũ nhá. Cho các chị 60kg quay đầu lại. 60kg quay đầu lại này. Đây, cái này rất là đẹp luôn. 60kg quay đầu lại nhá. Có mũ, mới nguyên luôn. Em này em để mã số 83. Mã số 83. 60kg quay đầu lại. Cảm ơn Khánh nhá. Em còn một cái cúc sừng màu đen này các chị này. Cúc sừng màu đen này. Cái lông vũ ngắn là các bạn lấy rồi, Nguyễn Hà. Có bạn lấy rồi. Đây, em còn một cái cúc sừng màu đen này các chị này, có mũ này. Cái này là cho các chị dưới 55kg quay đầu lại. 55kg quay đầu lại, chia sẻ bài cho em còn 120k. 55kg quay đầu lại, chia sẻ bài cho em còn 120k nhé. Đây, cúc sừng dáng lửng lửng này rất là đẹp luôn. Em này em để mã số 13. Mã số 13 nhé các chị nhé. Cái này đẹp cực kỳ luôn, mã số 13. Mã số 13 cái đấy. Em còn một cái này, có chị nào thích cái kiểu phong cách này thì lấy cái này cho em này, mới nguyên luôn. Cái này mới nguyên này. Có trần bông nhẹ ở bên trong nhá. Cái này có trần bông nhẹ ở bên trong này. Cái này em cũng bán cho các chị chia sẻ bài cho em còn 120k thôi này. Chị nào thích cái kiểu phong cách này lấy cho em. Các chị mặc với quần legging hoặc là quần jean nhá. Quần legging hoặc quần jean này. Đây là có dây rút nhá, các chị mặc lên đâu các chị thắt đến đấy hộ em. Đây.
Cái này là cho các chị dưới 60kg quay đầu lại thôi. 60kg quay đầu lại này. Đây. Kiểu nó như thế này các chị nhá. Có mũ ấm lắm. Em này em để mã số 87. 60kg quay đầu lại. Mã số 87. 87 này. Mã số 87. Em có một cái màu nâu tây này. Em có một cái màu nâu tây các chị nhá. Cái này ấm lắm. Cái này có mũ này. Cái này là cho các chị 55-56kg quay đầu lại. 55-56kg quay đầu lại nhá. Đây, màu nâu tây 55-56kg quay đầu lại. Cái này đẹp các chị này. Em này em để mã số chị 86. Mã số 86. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Các chị chia sẻ bài hộ em. Mã số 86. Em có một cái dạng ngắn này. Xinh ơi là xinh các chị. Xinh ơi là xinh cho các chị công sở. Chia sẻ bài cho em còn 120k thôi. Các chị công sở. Đây. Cái này là cho các chị dưới 53kg nhé. Dưới 53kg. Chia sẻ bài cho em còn 120k. Dưới 53kg này. Chị ơi cho em xem áo đen cổ lông mã 54. Đây. Dưới 53kg các chị nhé. Cái này đẹp cực kỳ luôn. Dưới 53kg. Em này em để mã số 18. Mã số 18. Dưới 53kg. Mã số 18. Đây 54 đây nhá. Bạn nào bảo xem 54 nhỉ? Hoàng Thắm à? Hoàng Thắm đợi em mặc 54 một chút nhá. Các chị đợi em mặc cái 54 cho bạn Hoàng, cho chị Hoàng Thắm chị nhìn tí nhá. Cái này đây rất là đẹp luôn, có một cái duy nhất thôi, chia sẻ bài còn 140k. Đây, cái này là dưới 54-55kg. Dưới 54-55kg có một cái duy nhất thôi. Chia sẻ bài còn 100. Còn áo phao lông vũ không? Áo phao để em nếu mà còn em làm các chị nhé. Em này em để mã số 54 này. Mã số 54. Dưới 54-55kg. 87 của Nguyễn Hường. 87 của Nguyễn Hường. 87 là cái nào con? 87. Nguyễn Hường kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài nhé. Ok, nhìn thấy thông tin của Nguyễn Hường rồi. Nhớ chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá 120k đấy ạ. Nhớ chia sẻ bài cho em nhé. Chia sẻ bài thì mới mua được giá 120k. 54 của chị Tình Nguyễn. 54 của chị Tình Nguyễn. Cái 54 đấy đẹp lắm chị Tình Nguyễn ạ. Có duy nhất một cái thôi. Em lấy áo này chị dồn với Hiền Bùi Thu Hiền giúp em. Tình Nguyễn lấy rồi, 54 Tình Nguyễn lấy rồi, em không bấm mã cho chị Tình Nguyễn lấy rồi. Em có một cái áo phao này. Áo phao này lông vũ này các chị này. Lông vũ này chia sẻ bài cho em còn 180k. 200 chia sẻ còn 180k nhé. Chị nào lấy cái lông vũ cho em mùa đông mặc cực kỳ ấm này. Đây. Cái này là cho các chị dưới 54kg thôi. Dưới 54kg. Dưới 54kg nhé. Dưới 54kg các chị nhé. Cái này là lông vũ này. Cho các chị phối với quần legging cho em. Phối với quần legging hoặc quần jean cho em nhé. Đấy, kẻ đầu tiên có ai lấy cho chị. Em này em để mã số 17. Mã số 17. Cái kẻ có cái kẻ nào không con? Mã số 17. Cái này á? Không, kẻ cơ cái kẻ sọc ấy. Tí chị tìm lại hoặc là tí inbox lại cho chị nhá. Cảm ơn Chuột An Khánh nhá. 54 đó Hoàng Thắm nhắn em. 54 đấy nhưng mà Hoàng Thắm chưa chốt. 17 của Nguyễn Hà. 17 của Nguyễn Hà. Con ơi thôi chốt đi, tí mẹ treo cho. Chia sẻ bài cho em nhá, chia sẻ bài còn 180k thôi. Chia sẻ bài còn 180k thôi, cái đấy rất là đẹp luôn. Em có cái này lông vũ dáng dài tiếp này. Cái này thì dáng dài này. Cái này là em bán cho các chị 200k, chia sẻ bài còn 200k này. Dáng dài nhá, cái này ấm cực kỳ luôn, mới nguyên. Ấm cực kỳ luôn, mới nguyên này. Cái này là cho các chị dưới 60kg quay đầu lại. 60kg quay đầu lại nhá. Đây, 60kg quay đầu lại, cái này ấm cực kỳ luôn. Chia sẻ bài 220k, chia sẻ bài còn 200k thôi. Chia sẻ bài còn 200k thôi. Mới nguyên, cái này mới nguyên tang luôn đấy ạ. Em này em để mã số 107 này.
hoặc là chị nào có thể lấy cho mẹ. Cái này ấm mà nhẹ, nhẹ lắm. Lông vũ á, lông vũ nhẹ cực kỳ luôn này các chị này. Nhẹ bong chất thích cực kỳ luôn. Xin chào Linh Nguyễn nhá. Linh Nguyễn ơi, hôm nay giờ mới vào hả em? Bận cái gì mà giờ mới vào? Ở đây chị chỉ lai áo dạ thôi. Lai áo dạ thôi. Chắc là mai lại làm áo len. Mai làm áo len với chân váy, thôi để tí nhẹ làm. Hả? Em có cái này là cho các chị dưới 55kg. Dưới 55kg nhé. 55kg quay đầu lại. Em này em để mã số 77. Mã số 77, 55kg quay đầu lại. Mã số 77. Em có cái này rất là xinh này. Chị nào lấy cái kiểu này cho em mặc đẹp cực kỳ luôn. Mới nguyên tang mát nhé. Lai phao ngắn đến gối sáng màu đi. Để chị có, để xem, chị xem rồi chị làm dần nhé. Đây, cái này rất là đẹp luôn. 65kg quay đầu lại này các chị này. 65kg quay đầu lại. 77 của chuột An Khánh. 77 của chuột An Khánh. Cái 77 này đẹp lắm chuột An Khánh ạ. Có một cái duy nhất thôi. Đây, cái này là 65kg quay đầu lại này. 65kg quay đầu lại có dây rút nhé. Chia sẻ bài cho em còn 180k. Vậy à, Linh Nguyễn. Đây nhá, chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này em để mã số 6, 160 chia sẻ còn 140, mã số 6. 65kg quay đầu lại. 65kg quay đầu lại. Em có một cái màu hồng này, xinh ơi xinh nhá chị này. Màu hồng xinh ơi xinh nhá. Chuột An Khánh nhớ chia sẻ bài cho chị nhá. Nhớ chia sẻ bài cho chị. Màu hồng dáng váy này. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Chị nào thích dáng váy thì lấy cái này cho em này, màu hồng rực rỡ luôn ấy. Đây, cái này đẹp, dáng đẹp. Ok, cái 77 đẹp lắm, chị chốt cho em rồi đấy. Cái này là dưới 53kg quay đầu lại. 53kg quay đầu lại nhá. Đây các chị nhá, dáng váy này, 53kg quay đầu lại dáng váy. Cái này đẹp cực kỳ luôn. Cảm ơn chuột An Khánh. Em này em để mã số 48. Mã số 48 nhá. Mã số 48, 53kg quay đầu lại. Mã số 48, đẹp cực kỳ. Em có cái này xinh này các chị này. Chất cực kỳ dày dặn luôn, hàng hiệu luôn nhá. Hàng hiệu nhưng cái này là dáng lửng các chị nhá. Dáng lửng lửng như này nhá. Chia sẻ bài cho em còn 120k này. Chia sẻ bài cho em còn 120k. Cái này là cho các chị dưới 54kg. Dưới 54kg nhé. Chia sẻ bài cho em còn 120k. Tâm Đô Thị. Cái màu hồng à em? Em này em để mã số 98. Mã số 98 này các chị này. Cái này đẹp lắm. Cái này mới nguyên mã số 98 nhé. Dáng lửng lửng này. Mã số Tâm Đô Thị. Cái màu hồng đây này em này. Cái màu hồng đẹp lắm. Chia sẻ bài cho chị còn 140k thôi. Dưới 54-55kg thôi nhé. Dưới 54-55kg này. Đẹp dáng váy. Ôi 65kg thì không mặc được đâu em ạ. 65kg không mặc được đâu. 65kg cho em phải lấy cái kiểu dáng suông suông ấy. Chứ dáng đấy không mặc được. Chị sợ bị chật ấy. Em có cái này đẹp ơi là đẹp các chị này. Bên trong là có trần bông nhẹ nhá. Cái này đẹp lắm. Cái này mà các chị nào mà hay mặc cái kiểu quần legging với quần jean ấy, thì lấy cái này cho em nhá. Quần legging với quần jean thì lấy cái này cho em này. Đây, chia sẻ bà cho em khoảng 140k thôi. Cái này xịn ơi là xịn đấy. Xịn ơi là xịn này. Các chị lấy các chị mặc với quần legging hoặc quần jean cho em nhá. Ấm lắm. Cái này ấm mà đẹp lắm. Chia sẻ bà cho em khoảng 140k. Em này em để mã số 100. Mã số 100 này. Cái này mới nguyên nhá. Mã số 100 mới nguyên xì luôn. Mã số 100. Cái vừa rồi chị mang mã bao nhiêu? Cái màu hồng à em, Ánh Hiếu? Cái màu hồng hay là cái màu xám? Cái màu xám là mã 98. Cái màu hồng là 48. Lấy cái nào thì bấm cho chị nhá. 100 của chị Tình Nguyễn. Cái 100 đấy đẹp lắm. 100 của Tình Nguyễn, cái 100 đấy rất là đẹp luôn. 100 của Tình Nguyễn. Đẹp của Tình luôn. Chia sẻ bài hộ em nhé. Các chị chia sẻ bài, tương tác bài hộ em nhé.
Ánh Hiếu sao rồi? Ánh Hiếu sao rồi? Chia sẻ bài tương tác bài của em. Em có cái dạ viết ngắn này, xinh ơi là xinh này các chị này. Xinh ơi là xinh, các chị nào lấy cho em này. Chia sẻ bài cho em còn 120k thôi, xinh lắm. Đây. Đây, cái này đẹp cực kỳ luôn, dưới 51kg. Em thích cái 100 quá à. Dưới 51kg các chị nhá. Cái này xinh lắm, các chị mặc với chân váy cho em này. Đây, hoặc là các chị mặc váy body á, xong mặc cái này cho em nhá. 140 chia sẻ còn 120, dưới 51kg. 140 chia sẻ còn 120, dưới 51kg, size bé. Em này em để mã số 101. Mã số 101, cái này xinh ơi là xinh này. Mã số 101, chị nào lấy cho em cái này này. 100 chốt đi con. 100 của Tình Nguyễn mà. Con quên à? Anh Hiếu ơi, 100 em chốt sau rồi. Hình như đang còn, đợi chị tí, đang còn rất nhiều áo đẹp nhá, đợi chị tí. Em có cái này hàng hiệu luôn này các chị này. Màu đen hàng hiệu nhá. Đây, hàng hiệu màu đen các chị mặc không bao giờ bị lỗi mốt hết, mặc năm này qua năm khác luôn ấy. Đây, em có cái này xinh ơi xinh này. Cái này là cho các chị dưới 55kg. Dưới 55kg quay đầu lại nhá. 55kg quay đầu lại này. Màu đen. Màu đen tuyền luôn ấy ạ. Em này em để mã số 41. Mã số 41, màu đen tuyền, mã số 41. Thích cái 100 mà bị trượt mất rồi. Em có cái sọc này, có chị nào thích cái kiểu sọc này không? Sọc caro. Chia sẻ bài cho em. 140 chia sẻ còn 120 cái này này. 140 chia sẻ còn 120 nhá. Đây, cái này là cho các chị dưới 52kg quay đầu lại. 52kg quay đầu lại. Ok. Em này em để mã số 46. Ok Trinh Trang. Mã số 46, 52kg quay đầu lại, mã số 46. Các chị chấm chấm bài tương tác hộ em này ạ. Chấm chấm bài tương tác hộ em. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ chấm chấm bài tương tác hộ em nhé. Chịu khó chấm chấm bài tương tác cho em với. Đợi em một chút nhé, các chị đợi em một chút. Em đang còn rất nhiều áo đẹp nên các chị chịu khó đợi em một chút nhé. Lô hôm nay là em bán như vậy thôi, mai trở về giá cũ rồi. Nên các chị tranh thủ chốt hàng. Ok, để chuột An Khánh để chị mặc lại cho. Chuột An Khánh đợi chị mặc lại cho. Con tìm cho mẹ cái 93 đi con. 93 đi. Tìm cho mẹ cái 93. Đây là cái sọc. Em có cái sọc này rất là đẹp này, dưới 65kg nhá. Dưới 65kg, chia sẻ bài cho em còn 140k. Dưới 65kg này. Chị nào, cái sọc này rất là hiếm luôn các chị nhá. Sọc rất là hiếm luôn. Chấm chấm bài hộ em đây ạ. Các chị chấm chấm bài tương tác hộ em đây ạ. 093. Em này em để mã số 76. Nhưng mà mã số 76 thấy 98. Vậy thì thôi con. Sao không thấy 93? 93 là cái nào ấy nhỉ? 93 là cái nào ấy nhỉ? Em còn một cái phao siêu nhẹ này các chị này. Siêu nhẹ mới tinh tình tinh luôn. Siêu nhẹ mới tinh tình tinh luôn nhá. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cái này mới nguyên xì luôn. 200k chia sẻ cho em còn 180k này. 200 chia sẻ còn 180 này. Em này là cho các chị 56-57kg quay đầu lại. 56-57kg quay đầu lại nhá. Cái này mới lắm, mới nguyên si luôn. Chia sẻ bài cho em 200 chia sẻ còn 180 nhá. Phao này các shop si khác họ bán 350-400 đấy các chị nhá. 350-400. Em này em để mã số 92. Mã số 92 này. Cái này đẹp lắm, mã số 92 nhá. Đẹp, cái phao này đẹp cực kỳ luôn. Chia sẻ bài cho em. Cái áo khoác ngắn sau ấy, hồng ấy. Áo khoác ngắn hả em? Cái áo khoác ngắn đấy con. Đó đây này. 46. Thấy không? 46 à? Phải không? 93. 92 của chị Tình Nguyễn. À của Tình Nguyễn.
Đây cái này phải không em? Hay là cái áo khoác ngắn màu đen? Áo khoác ngắn màu đen à? À áo sọc à? Em xin phép các chị em mặc lại cái áo sọc này cho chuột ăn Khánh tí nhá. Chia sẻ bài còn 120k thôi này, em này đẹp lắm. Chất đẹp cực kỳ luôn. Đây nhá, chia sẻ bài còn 120k thôi, chất đẹp cực kỳ này. Đây. Dưới 51 52 kg quay đầu lại thôi, mã số 46. Mã số 46. 92 chốt đi con. 92 của ai? 92 của Tình Nguyễn. Là cái phao này này. Sao con hay nhỉ? Con cứ bị quên à? Con đang làm gì đấy? Mệt rồi. Hàng hiệu này các chị này. Chị nào thích màu... Đây là màu xanh cổ vịt. Đây là màu xanh cổ vịt. Xin chào Abu Phạm. Đây cái này đẹp ơi là đẹp này các chị này. 52 kg quay đầu lại. Đẹp ơi là đẹp, 52 kg quay đầu lại nhá. Dáng vét nhá. Chia sẻ bài cho em còn 140k. 160 chia sẻ còn 140. Duy nhất một lô hôm nay thôi, mai trở về giá cũ nhá. Ok, để chị xem lại áo đen cho. Em này em để mã số 37. Duy nhất một lô hôm nay. Em bán không lợi nhuận cho các chị, để các chị kéo tương tác và chia sẻ bài hộ em nhá. Kéo tương tác và chia sẻ bài hộ em. Mai trở về giá cũ các chị nhá. Em này em để mã số 37. Nên các chị tranh thủ chốt hàng hôm nay thôi, mai không có giá như này đâu. Mã số 37. Cái này là mã số 101 em này, cái này đẹp lắm em vừa đấy. Chị mặc vừa này. Chị 51 kg. 37 của Hiền Bùi Thu Hiền. Hiền Bùi Thu Hiền. Đây nhá, chuột An Khánh nhá, lấy cái này đi em. Chia sẻ bài cho chị còn 120k thôi, đẹp ơi là đẹp này. Mã số 101. Mới nguyên luôn. 101. Chuột An Khánh thì lấy thì ok chị, 101 nhá. Lấy ok chị, 101, đẹp ơi là đẹp. Cái đấy đẹp lắm. Ok chuột An Khánh. Em có một cái màu vàng bò này các chị này. Màu vàng bò nhá. Màu vàng bò này. Đây. Cái này xinh này các chị này. Cái này là cho các chị dưới 52 kg. Dưới 52 kg. Không vừa chị Hương Đinh cái đấy đẹp nhỉ. Con nên rót cho mẹ uống nước này. Dưới 52 kg các chị nhá. Dưới 52 kg này. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này em để mã số 50. Mã số 50. Duy nhất lô hôm nay thôi, mai trở về giá cũ rồi đấy. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng cho em. Em đảm bảo là không có ở đâu bán dạ rẻ như nhà em đâu. Nên các chị thích thì cứ tự tin chốt hàng cho em nhé. Em có cái này em thấy ghi là size M, dáng choàng dài. Dáng choàng dài size M. Cái này đẹp này. Mệt ghê đó. Dưới 52 kg quay đầu lại các chị nhé. 52 kg quay đầu lại. Dáng choàng dài 52 kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Em này em để mã số 49. Mã số 49. Mã số 49. 52 kg quay đầu lại. Em có cái này xinh tiếp này. Cái này là dạ muối tiêu. Dạ muối tiêu các chị nhé. Dạ muối tiêu đẹp ơi là đẹp này. Đây. Cái này là cho các chị dưới 51 kg quay đầu lại, dạ muối tiêu. 51 kg quay đầu lại, dạ muối tiêu. 49 của Hiền Bùi Thu Hiền Bùi, con cứ ghi là Hiền Bùi thôi. 51 kg quay đầu lại, dạ muối tiêu. Chia sẻ bài cho em còn 140k. 160 chia sẻ còn 140. Em để mã số 36. Mã số 36 cái này đẹp lắm. Mã số 36. 36. Em có cái này đẹp này các chị này. Màu nâu bò. Hiền Bùi. Hiền Bùi rồi đúng không? Màu nâu bò này. Đây. Cái này là cho các chị dưới 55 kg này. Dưới 55 kg các chị nhá. Dưới 55 kg. Cái này xinh lắm các chị này. Màu nâu bò dưới 55 kg. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Chia sẻ bài. Em này em để mã số 14 này. Mã số 14, em tư vấn size rất là cẩn thận luôn nên các chị à, nhờ cố gắng để ý nghe em tư vấn nhé. Nghe em tư vấn xong chốt hàng chắc chắn cẩn thận hộ em nhé. Nghe em tư vấn, chịu khó nghe em tư vấn. Em có cái choàng màu đen này đẹp ơi đẹp. Chị Hương Đinh ơi, hôm nay toàn cái bé nhỉ. Chị đợi em tí để em làm ít cái to nhé. Ôi cái này xinh lắm các chị này.
dưới 53 kg thôi. Em 51 kg, 1m58, em mặc cái này hơi rộng này. Dưới 53 kg quay đầu lại, chị nào lấy cái này cho em này, màu đen các chị mặc không bao giờ bị lỗi mốt hết. Màu đen mặc không bao giờ bị lỗi mốt hết. Duy nhất một lô hôm nay mai trở về giá 200 đến 220k. Mai trở về giá 200 đến 220k. Duy nhất một lô hôm nay thôi. Em này em để mã số 78. Mã số 78, cái màu đen này đẹp ơi là đẹp. Mã số 78. Duy nhất một lô hôm nay. Đẹp. Em có một cái lông này các chị này. Lông nhân tạo size bé thôi. Lông nhân tạo size bé dưới 50 kg này. Chị nào lấy em để cho 100k nhá. Lông nhân tạo này size bé dưới 50 kg, 18-78 của Tình Nguyễn. Dưới 53 kg, à dưới 50 kg này. Em bán cho các chị 100k áp dụng cho chia sẻ bài. Dưới 50 kg nhá. Ok Phạm Nam. Em này em để mã số 71. 71 này. 100k thôi. Dưới 50 kg, lông nhân tạo nhưng mà đẹp ơi là đẹp. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đợi em làm size to. Tí em làm ít cái size bé nữa xong em làm size to cho chị nhé. Ngô Khuyến sau rồi. Có 57 kg, các chị đợi em một chút nhé. Đây. Cái này size bé tiếp này, dưới 51 kg. Em 51 kg em mặc vừa jean nhá. Chia sẻ bài cho em còn 120k. 51 kg vừa jean. 71. 71 là cái lông đúng không con? Con ơi để ý chốt hàng cho mẹ đi. 71 là của Hiền Bùi. 71 của Hiền Bùi. Đây cái này đẹp ơi là đẹp, dưới 51 kg. Ok Hiền Bùi. Có duy nhất một cái lông đấy thôi. Em này em để mã số 65. Chia sẻ bài cho em còn 120k. Mã số 65. Cái thích không mua được à? Em làm size to một chút nhá, em làm size to một chút này. Kiếm cái size to nhá. Đây em có cái này màu xám lông chuột size lớn này các chị này. Con ơi bỏ dẫn bớt ra kia. Màu xám lông chuột size lớn này. 70 kg quay đầu lại các chị nhá. 70 kg quay đầu lại, cái này đẹp này các chị này. 70 kg quay đầu lại. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Chị nào size lớn lấy cái này cho em này, cái này mới nguyên nhá. 70 kg quay đầu lại. Em này em để mã số 40. Mã số 40. 70 kg quay đầu lại này. Chị nào lấy cái đấy cho em đẹp ơi là đẹp. Mã số 40. Em có cái này xinh, xinh ơi là xinh tiếp này. Cái này size lớn này các chị này. Cái này size là 63, 65, 63 kg quay đầu lại. 65, 63 kg quay đầu lại nhé. 63, 65 kg quay đầu lại. Phần này là phối da nhưng mà da xịn lắm các chị nhé. Da xịn nét luôn nhé. Em này em để mã số. Mã số 79, size lớn. Mã số 79 nhé. Size lớn, mã số 79. Em có một cái khoác dạ ngắn nhung. Khoác dạ ngắn nhung này, cái này mới hàng hiệu nhá. Chia sẻ bài cho em còn 120k. 140 chia sẻ còn 120. Đây các chị nhá. Cái này là bằng chất nhung ấy, mới nguyên luôn. Cái này là cho các chị 55 kg quay đầu lại. 55 kg quay đầu lại này. Đây. Cái này đẹp ơi là đẹp này, chị nào lấy cho em chia sẻ bài cho em còn 120k thôi. 55 kg quay đầu lại nhá. Mới nguyên đẹp. Em này em để mã số 42. Mã số 42. Chấm chấm bài tương tác bài hộ em nhá. Chấm chấm bài tương tác bài hộ em đi ạ. Mã số 42. Em còn cái này đẹp này. Cái này đẹp lắm này các chị này. Đây các chị nhá. Cái này xinh ơi là xinh. 53 kg quay đầu lại thôi ạ. 53 kg quay đầu lại nhá các chị nhá. 53 kg quay đầu lại. Em này em để mã số 89. Mã số 89. 53 kg quay đầu lại, mã số 89. Các chị chấm chấm bài tương tác bài của em đi ạ. Chấm chấm bài tương tác bài của em nhé. Mã số 89. 89.
chấm chấm bài tương tác bài của em. Có mấy cái size to để các chị làm trước. Size to. Em có cái kiểu này các chị này, phần cổ này là tháo rời nhá. Phần này là tháo rời này. Khéo thế thôi. Đợi em chút em xem cái này nó như thế nào. Cái này thì mới nguyên nha các chị nhá. 89 của Ánh Hiếu, 89 đẹp ơi là đẹp. Ánh Hiếu chia sẻ bài cho em đi còn 140k thôi ạ. Đây. Cái này có chị nào lấy cho em này, xinh ơi xinh này. Cho các chị 65kg quay đầu lại. 65kg quay đầu lại nhá. Có dây rút này các chị mặc đến đâu thắt đến đấy hộ em nhá. Mặc đến đâu thắt đến đấy hộ em. Cái này chia sẻ bài cho em còn 120k thôi. Chia sẻ bài cho em còn 120k thôi. Em này em để mã số 94. Mã số 94 đây nhá. Kiểu nó như thế này cho các chị phối với quần jean hoặc quần legging ấy ạ. Các chị phối với quần jean hoặc quần legging nhá. Kiểu nó như vậy đấy. Đẹp. Em có một cái màu rêu các chị này. Màu rêu size lớn nhá. Các chị hỏi size lớn nhá. Bên trong có trần bông nhá. Bên trong có trần bông. Cho các chị size lớn. Ok Ánh Hiếu. Đây. Chị nào size lớn thì lấy cái này cho em. 67kg. 65-67kg. Quay đầu lại nhá. Chia sẻ bài cho em còn 140k. 65-67kg. Quay đầu lại này. Em này em để mã số 67. Mã số 67 có duy nhất một cái màu rêu này đẹp lắm này. Cho các chị size lớn nhé. Chị nào size lớn thì lấy cái đấy cho em đi ạ. Size lớn lấy cái đấy đẹp. Trời ơi con hôm nay nhiều việc thế nhỉ. Thăng lương. Em này xinh ơi là xinh này các chị này. Xinh cực kỳ luôn nhé. Cho các chị 55kg quay đầu lại. 140 chia sẻ còn 120. 55kg quay đầu lại, 140 chia sẻ còn 120. Đây, duy nhất một lô hôm nay thôi, ngày mai trở về giá phụ các chị nhé. Hôm nay em bán hàng không lợi nhuận luôn. Bán hàng không lợi nhuận cho các chị. Chia sẻ và tương tác bài cho em. Chia sẻ và tương tác bài cho em. 67 của chị Hương Đinh. 67 của chị Hương Đinh nhé. Cái này là 140 chia sẻ còn 120. Mỗi chiếc có một cái duy nhất thôi. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Trinh Trang ơi, buồn ngủ thì cứ ngủ đi, xong rồi mai qua nhà chị. Ở gần thì qua nhà chị cho nó thoải mái nhá. Em này em để mã số 31. Cái đấy của chị Hương Đinh. Okay. Mã số 31. Đẹp cực kỳ luôn nhá các chị nhá. Đẹp cực kỳ luôn, mã số 31. Không có chiếc thứ hai đâu. Mai trở về giá cũ rồi. Các chị muốn mua giá như thế này cũng không được luôn ấy ạ. Không có luôn. Trinh Trang buồn ngủ rồi à. Em có cái này đẹp, xinh ơi xinh này các chị. Chia sẻ bài cho em còn 120k. Dạ như kiểu dạ gai ấy. Cái này như kiểu dạ gai. Đây các chị nhé. Cái này là cho các chị dưới 52kg. Dưới 52kg. Nhưng lỡ mất cái đẹp thì tiếc quá. Em này em để mã số 51. Mã số 51. Dưới 52kg. Mã số 51 các chị nhé. Mã số 51. Chia sẻ bài hộ em, các chị tích cực chia sẻ bài hộ em nhé. Em có cái sọc này các chị này. Cái sọc này đẹp này. Chia sẻ bài cho em còn 100. Ui cái này xinh lắm các chị này. Cái này xinh cực kỳ luôn nhé. 160 chia sẻ cho em còn 140. Cái này là cho các chị 56kg quay đầu lại. Chị nào 56kg quay đầu lại thì lấy cái này cho em này. 56kg quay đầu lại nhé. Đây nhé. 56kg quay đầu lại. Có duy nhất một chiếc này thôi. Duy nhất một chiếc này thôi. Em này em để mã số 26. Mã số 26. 56kg quay đầu lại. Em mặc nó hơi bị rộng vì em có 51kg thôi. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Cái đấy đẹp ơi là đẹp. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Không có chiếc thứ hai đâu nên các chị. Thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng cho em. Mai là trở về giá 220k rồi đấy.
em cảm ơn chị Trâm Quyền nhá. Em cảm ơn tất cả các chị luôn ạ. Hàng hiệu này các chị này. Hàng hiệu có mũ nhá. Hàng hiệu có mũ này. Chia sẻ bài cho em còn 120k. Cái này đẹp ơi là đẹp này. Cho các chị 56kg quay đầu lại. 56kg quay đầu lại nhá. Đây, cái này đẹp. 56kg quay đầu lại. Em này em để mã số 24. Mã số 24. 56kg quay đầu lại. Mã số 24. Các chị chia sẻ bài tương tác bài hộ em. Mấy giờ rồi con? Thôi làm thêm xíu xíu là nghỉ nhá. Hả? Xíu là thôi. Em có cái này xinh ơi là xinh này các chị ạ. Xinh ơi là xinh. 24-57kg vừa không? 50 cái 56 đấy 60kg vừa không? Cái này là cho các chị dưới 57kg nhá. Dưới 57kg Huệ Nguyễn lấy thì bấm cho mình 24 nhá. 60kg em sợ không vừa đâu chị Hương ạ. 60kg không vừa đâu. 57-58kg quay đầu lại thôi. Chia sẻ cầu 120k. Cái này đẹp ơi là đẹp này các chị này. Đẹp ơi là đẹp. Dưới 54kg. Dưới 54kg chia sẻ bài cho em cầu 140k. 160 chia sẻ cầu 140 này. Đây phần này là theo nhá. Phần này là theo. Em này em để mã số 105. Mã số 105 nhá. Cái này đẹp lắm. Mới nguyên luôn ạ. Có duy nhất một chiếc thôi. Mã số 105. Có duy nhất một chiếc thôi. Em có một cái phao lông vũ này. Phao lông vũ của các anh size lớn ấy ạ. Cái này là cho các anh size từ 60kg trở lên mới mặc được nhá. 60-70kg này. Chị nào lấy cho chồng nhá. Đẹp ơi là đẹp. 60-70kg nhá. Phao lông vũ này. Chia sẻ bài cho em còn 200k. Chia sẻ bài cho em còn 200k này. Phao lông vũ nhá. Mũ này có thể tháo rời ra nhá. Mũ có thể tháo rời ra này. Mới nguyên nhá. Chị nào lấy cho chồng 60-70kg. Em này em để mã số 54. Mã số 54 này. Túi HM. Túi đấy chị được tặng đấy Bích Ngọc Trịnh ạ. Túi HM là chồng tặng. Tinh mắt thế. Bích Ngọc Trịnh tinh mắt thế. Lúc nãy mẹ lấy đồ trang điểm ra mẹ bỏ đây. 54 của Hiền Tuấn Minh. 54 cái đấy đẹp lắm, lấy cho chồng đẹp lắm Hiền ạ. Lấy cho chồng đẹp cực kỳ luôn. Em có cái này chị nào lấy tặng mẹ này. Chị nào lấy tặng mẹ nhá. Từ 50kg cho đến 58kg. 50-58kg. 50-58kg nhá. Đẹp ơi là đẹp, chị nào lấy tặng mẹ này. Chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Em này em để mã số 55. Mã số 55 này. Cái này tặng mẹ thì đẹp ơi là đẹp. Cái đây của Hiền Tuấn Minh. Áo phao nam có bạn chốt rồi. Áo phao nam có bạn chốt rồi em. Áo bu phạm. Màu nâu, màu vàng bò, màu vàng nâu tây này. Màu vàng nâu tây. Đây. Cái này đẹp này các chị này. Cái này kiểu tay lửng lửng như này rất là trẻ trung nhá. Dưới 60kg quay đầu lại. 60kg quay đầu lại. Bán túi lấy tiền tiêu. Đây, 60kg quay đầu lại. Em này em để mã số 1. Mã số 1. Mã số 1 này. Mã số 1. Mỹ Hiếu có mà hỏi màu đỏ à? Em có một cái màu, à cái này là chất kaki ấy các chị nhá. Chất kaki này. Chia sẻ bài cho em còn 120k cái chất kaki này thôi nhá. Chia sẻ còn 120k cái chất kaki này thôi. Cái này dưới 56kg. Dưới 56kg nhá. Duy nhất một lô hôm nay thôi. Mai trở về giá cũ các chị nhá. Mai trở về giá cũ. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt cho em. Em này em để mã số 56. Mã số 56. Mã số 56. Đẹp ơi đẹp. Em có cái này đẹp. Thả
Thảo Trần nãy giờ mới vào à em? Đây em có cái này xinh ơi, xinh này các chị này. Xinh ơi, xinh nhá, cái này có mũ nhá. Cái này là cho các chị, cái này là cho các chị dưới 54kg thôi. Dưới 54kg quay đầu lại này. 54kg quay đầu lại, cái này có mũ này. Cái này có mũ đẹp lắm này. 54kg quay đầu lại. Em này em để mã số 10. Mã số 10, 54kg quay đầu lại. Mã số 10. Cái này đẹp. Em có một cái bánh bèo. Chị nào thích bánh bèo để lấy cái này cho em. Em thấy ghi là em thấy ghi là size M này. Bánh bèo, cái này bánh bèo lắm. Đây nha các chị nhá. Dáng đẹp ơi là đẹp này, bánh bèo. Cái này là cho các chị 54kg quay đầu lại. 54kg quay đầu lại. Hoặc chị nào có con gái tuổi tin thì lấy cho con gái nhá. Em này em để mã số 4 này. Mã số 4. Bánh bèo chút, mã số 4. Sao con? Sao mệt mỏi? Gì mà quá sức? Con lấy cho mẹ mấy cái bên kia. Em có cái màu xám này ăn chơi quá này các chị này. Một chia sẻ bà cho em còn 140k thôi, có duy nhất một chiếc thôi đây này. Đẹp ơi đẹp này. Dưới 60kg các chị nhá. Dưới 60kg này. Đây, chia sẻ bà cho em còn 140k thôi nhá. Dưới 60kg, màu xám lông chuột. Đây, cái này sang cực kỳ luôn nhá. Em này em để mã số 13. Mã số 13 kiểu áo choàng nhá. Cái này là kiểu áo choàng các chị nhá. Mã số 13 kiểu áo choàng. Một cái họa tiết này. Một cái họa tiết này hoặc là có chị nào lấy cho mẹ cũng được này. Họa tiết đúng kiểu Hàn Quốc lấy cho mẹ nhá. Ô bên trong lót lụa rất là sướng luôn nhá. Bên trong lót lụa. Mã bánh bèo. Ok Nguyễn, ok Nguyên Hường. Nguyên Hường lấy mã bánh bèo con ơi. Đây. Cái này của Nguyên Hường này. Đây, cái này cái chị nào lấy cho mẹ nhá. 65kg quay đầu lại. 65kg quay đầu lại. Em để mã số 5. Mã số 5. Nguyên Hường. Nguyên Hường có số điện thoại rồi. Nguyên Hường có số điện thoại rồi. Chia sẻ bài của em đi ạ. Em làm lại mấy cái này nữa xong rồi em nghỉ các chị nhá. Mấy giờ? 11 giờ kém rồi mày. Cái này đẹp ơi đẹp, lúc đầu em làm nhưng mà các chị vào chưa có mấy chị vào ấy nên em làm lại cho các chị này. Đây, dưới 52kg thôi, chia sẻ bà cho em còn 120k. Dưới 52kg chia sẻ bà cho em còn 120k. Em này em để mã số 37. Mã số 37. Dưới 52kg. Số 5 của Ánh Hiếu. Số 5 này Ánh Hiếu lấy cho mẹ chắc à. Cái này Ánh Hiếu này, bên trong lót lụa này, chất mát ơi là mát, sướng ơi là sướng nhá. Cái này của Ánh Hiếu. Cái này của Ánh Hiếu. Cái này đẹp lắm này các chị này. Chị nào lấy cái này cho em là cái này em thích cái dáng này thế em biết. Bên trong là có trần bông nhẹ nhá. Cô đây à, xịn luôn. Đây các chị nhá. Cái này là cho các chị dưới 53kg này. Chị nào dưới 53kg thì lấy cái này cho em đảm bảo đẹp cực kỳ luôn nhá. Em đảm bảo đẹp cực kỳ luôn. 160k chia sẻ cho em còn 140k thôi. 160 chia sẻ còn 140 nhá. Em này em để mã số 85. Mã số 85. Ờ, Anh Hiếu lấy cái đấy tặng mẹ thì quá tuyệt vời. Mã số 85 cái này này đẹp lắm này các chị này. Mã số 85. Cái này đẹp. Mã số 85. Đây, cái này đẹp này các chị này. Đẹp ơi đẹp mà không có chị nào chốt cái này cho em này, cái này đẹp lắm. Cái này em thấy ghi là size S thôi. 85 của Abu Phạm, cái đấy đẹp lắm Abu Phạm ạ. Đây, tiếp cái này này. Tiếp cái này nhá. Cái này là cho các chị dưới 52kg tiếp này. Cái này xinh ơi xinh này, cái này các chị có thể phối cho em đôi giày thể thao ấy. Đôi giày thể thao ấy xinh ơi xinh. Dưới 52kg nhá.
Em 51kg này. Dưới 51kg thôi, cái này dưới 51kg thôi cho chắc. 50-51kg, cái này đẹp. Em này em để mã số 100 này. Mã số 100. Mã số 100 cái này. Đẹp, cái này đẹp lắm. Chị nào lấy cho em cái này đẹp, em đảm bảo cái này đẹp cực kỳ luôn. Có duy nhất một chiếc thôi. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Mai trở về giá cũ nên mai các chị có muốn mua cũng hết luôn ấy, không có, không có nhà ai bán như vậy nữa đâu. Tại hôm nay em bị mất tương tác, em bán cho các chị rẻ là các chị ủng hộ lượt tương tác và chia sẻ hộ em. Ủng hộ lượt tương tác và chia sẻ hộ em nhé. 47 là cái nào con? Đâu? Tìm lại cái 47 mẹ xem này. 47 là cái nào anh Hiếu nha? Cái này là cho các chị dưới 58kg nhé. Dưới 58kg quay đầu lại này. Một lông chuột 58kg quay đầu lại. Em này em để mã số 17. Anh Hiếu ơi, cái đấy em chốt chưa? Có 37 thôi. Có 37 thôi hay là cái đấy em chốt rồi hay là chưa chốt? Chốt rồi hay chưa chốt? Tại vì bị vứt mất mãi luôn ra là không tìm được. Đây em có cái này dáng lửng này các chị này. Dáng lửng cho các chị dưới 60kg. Dưới 60kg chia sẻ bài cho em còn 120k. Dưới 60kg này chia sẻ bài cho em còn 120k. Em này em để mã số 39. Mã số 39. Dưới 60kg. Em có cái này đẹp ơi là đẹp. Chốt rồi con ạ. Cho tìm cái chốt rồi ấy. Chốt rồi ạ. Ừ, tìm bên đây cho mẹ. Hình như mới thôi đúng không em? Cái màu dạng, cái màu đen dạng ngắn. Màu đen dạng ngắn. Lâu chưa em? Cái đấy lâu chưa? Thôi nếu mà em không ưng thì chị bỏ ra thôi, chứ bây giờ tìm lại lâu lắm. Nếu mà không thích thì chị bỏ ra thôi. Đây em có cái này cho các chị size lớn này. 39 của chị Hương Đinh. 39 của chị Hương Đinh. 51 là cái nào con? Con từ từ hãy lấy kịp mã ra chứ. Tìm cái 51 cho mẹ xem nào. Đây cái này cho các chị size lớn nhá. Cho các chị size lớn này, cái này đẹp ơi là đẹp cho các chị size lớn này. Cái này là cho các chị 65kg quay đầu lại này. Cái này đẹp ơi là đẹp, 65kg quay đầu lại này. Chị nào size lớn thì lấy cái này cho em đẹp. 39 của chị Hương Đinh rồi. Em này em để mã số 78. 65kg quay đầu lại. Mã số 78 có cái xẻ xẻ như này nhá. Tí nữa chị mới kiểm tra được hàng chứ bây giờ chị chưa biết đâu. Bây giờ chị chưa kiểm tra được đâu. Inbox lại thôi đúng không? Hiền ơi tí này inbox lại cho mình nhá, mình bây giờ chưa tìm ra cơ. Em có một cái này là gọi là cái chất kaki à? Chất kaki này. Màu hơi vàng 78 của chị Hương Đinh, cái chị Hương Đinh ơi cái đấy đẹp lắm. Màu hơi vàng con ạ, 78 này con chốt cho chị Hương Đinh này. Hay là bên kia? Con lấy hết mạng ra rồi đúng không? Vâng. Cái này là màu à, cái này là chất kaki các chị nhá. Chất kaki dưới 53kg thôi, chia sẻ bài cho em còn 120k. Chia sẻ bài cho em còn 120k. 35 của Thu Hua. 35 chút à, 35 của chị Hương Đinh rồi đúng không con? Vâng. À 78 của chị Hương Đinh chứ. Em này em để mã số 62, xem cái 35 xem. Mã số 62. Tìm cái 35 đi mẹ xem nào. Đừng từ từ, hãy lấy kẹp mã ra. Chị chốt cho em. Ok Hiền Bùi đi ngủ đi, xong rồi chị chốt cho chị nhắn cụ thể cho. Thu Hua ơi, 35 là cái nào Thu Hua nhỉ? 35 lúc nãy có ai chốt chưa? Bên kia thì con lấy hết ra chưa? Bên kia lấy hết rồi. Không thấy cái 35 là cái nào nhỉ?
Em có cái này pha màu rất là đẹp này. Tìm lại cho mẹ xem. Đây, cái này xinh hay là xinh này các chị này. Cái này dạ ép mịn luôn nhá. Dạ ép mịn. Màu đỏ. Màu đô chốt rồi. Màu đô là 85 chứ. Màu đô là 85. Màu đô này của chị Hương Đinh rồi. Con lôi mã ra rồi à? Vâng. Màu đô của chị Hương Đinh rồi. Cái này chưa chốt thì bỏ riêng ra. Đây, cái này đẹp ơi là đẹp này các chị này. Cái này đẹp ơi là đẹp nhá. Chất xạ mịn. Dưới 54kg. Dưới 53-54kg nhá. Đây, chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Em này em để mã số 92. Mã số 92. Cái này xinh ơi là xinh này. Chị nào lấy cho em này. Hôm nay chia sẻ bài cho em còn 140k thôi. Mai quay về giá cũ, không có giá này đâu các chị nhá. Nghỉ chứ mẹ. Em có một cái màu sữa. Màu sữa này sai bé xíu nhỉ. Màu sữa này có chị nào lấy cho con gái cũng được này. Đây. Màu sữa này chị nào lấy cho con gái nhá. Lấy cho con gái em bán 100k thôi này. Lấy cho con gái em bán 100k thôi nhá. Dưới 48kg thôi. Dưới 48kg này, dáng xòe xòe xinh xinh này. Chị nào lấy cho con gái em bán 100k thôi. Con gái mà kiểu tuổi tin tin ấy. Con gái kiểu tuổi tin tin ấy các chị. 40 cho đến 38 đến khoảng là 47-48kg mặc đẹp. Để mã số 11 100k. Chị nào lấy cho con gái 100k thôi. Đẹp ơi là đẹp nhá. Mới tinh luôn. 100k. Cái của bé bán rẻ cho các chị. 100k. Em có cái dạng ngắn. Chị cho em 3 cái nha. Ok anh Hiếu. Chị khi nào em chốt hàng em trực tiếp inbox và gọi điện cho các chị nhá. Trực tiếp inbox và gọi điện cho các chị nên các chị yên tâm. Em có cái này size bé tiếp này. Đây nhá. Size bé tiếp. Cái này cho các chị mặc với chân váy cho em nhá. Mặc với chân váy cho em này. Cái này là cho các chị dưới 51kg thôi ạ. 51kg quay đầu lại nhá. Chia sẻ bà cho em còn 120k. Em này em để mã số 106. Mã số 106. Cái này mã số 106 đẹp ơi đẹp. Mã số 106. Nghỉ chưa? Hả? Nghỉ. Nghỉ à? Nghỉ. Con kiệt sức rồi. Sức chưa? Rồi nằm bên đây đây. Bây giờ còn màu đỏ 85. 5 phút nữa là 11 giờ đó. Nhà em mỗi cái có một, mỗi chiếc có một cái duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu chị ạ. Không có chiếc thứ hai đâu. Nó không không có chiếc nào trùng với chiếc nào đâu. Em có cái này size bé xíu cho chị nào dưới 50kg này em bán 100k thôi nhá. Dưới 50kg cho các chị công sở nhá. Công sở mặc với chân váy mùa thu cho em bán 100k mới tinh. Mới tinh luôn nhá. Chị nào size S thì lấy cái này cho em. 100k mới tinh nhá. Đẹp ơi đẹp, cái này đẹp ơi đẹp, 100k này. Em này em để mã số 19. Mã số 19 các chị nhá. 100k thôi. Dưới 50kg nhá em, 51kg này. Dưới 50kg mặc cái này đẹp 100k thôi. 100k thôi. Đây, cái này tiếp này. Cái này size S tiếp này. Size S tiếp. Đây. Size S tiếp này. Cái này thì dưới 50kg thôi các chị nhé. Dưới 50kg 100k mới tinh. Cho các chị mặc với chân váy. Cho các chị mặc với chân váy này mới tinh này. Em này em để mã số 60. Mã số 60. Mã số 60. Hả? Con lấy cho mẹ một cái màu mận cho nãy nữa thôi mẹ. Một cái da báo này. Đấy, màu mận trên kia. Một cái da báo này các chị nhá. Không, cái kia. Đấy. Một cái da báo này các chị này. Da báo dưới 57kg này. Chị nào lấy cho em cái da báo này mặc rất là đẹp. Da báo dáng suông nhá. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Da báo dáng suông, chia sẻ bài cho em còn 140k. Cái này đẹp cực kỳ luôn nhá. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này em để mã số 86 duy nhất một lô hôm nay thôi, mai trở về giá cũ nhá. Mã số 86.
Mã số 86 duy nhất một lô hôm nay. Mai về giá cũ. Mã số 86. Một cái màu đô này. Cái choàng màu lông chuột 65 có vừa không em? Cái choàng màu lông chuột nào chị nhỉ? Cái cổ lông ấy chị. Cái cổ lông, con tìm cái cổ lông lại cho mẹ. Cổ lông là cái nào? Cái này. Cổ lông chứ bộ. Cái ra này cái cổ lông mà đẹp đẹp á. Cái nào cả đẹp. Ôi cái cổ lông hồng được. Không. Chị Hương ơi, tí chị inbox lại cái đấy cho em nhá. Tí inbox lại cái đấy cho em tìm không ra đâu. Cái đấy đẹp, cái choàng, cái cổ lông, màu lông chuột đấy đẹp lắm chị ạ. Nhưng không biết còn không nhỉ, lúc nãy có chị nào chốt chưa nhỉ? Em không nhớ rõ là có chị nào chốt chưa đâu. Con tìm lại cho mẹ nào. Bấm cái inbox đi mẹ. Ok, tí chị inbox gửi màn hình cho em. Đây em có cái này cho các chị dưới 65kg tiếp này. Dưới 65kg tiếp. Chia sẻ bài cho em còn 140k dưới 65kg tiếp nhá. Cái này dưới 65kg tiếp này. Em này em để mã số 43. Mã số 43. Dưới 65kg mã số 43. Chia sẻ bài cho em còn 100. Ok anh Hiếu. Các chị chốt hàng chủ động inbox cho em thông tin địa chỉ và số điện thoại nhá. Chủ động inbox cho em thông tin địa chỉ và số điện thoại. Để em chốt hàng cho các chị cho nhanh nhá. Đây. Em làm đúng 3 cái nữa là em nghỉ này các chị này. Đúng 3 cái này nữa thôi. 45 của Thu Hua. Cái màu mận này đẹp lắm Thu Hua này. Có trần bông nhưng bên trong ấy. Đây, cái này đẹp các chị này. Cái này là cho các chị 60kg quay đầu lại. 60kg quay đầu lại nhá. Duy nhất một chiếc thôi. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này em để mã số 35. Mã số 35. Mã số 35. Em làm dốn ít con là em nghỉ. Vâng, em nhớ cái đấy rồi, cái đấy đẹp lắm, màu lông chuột kiểu tròn tròn mà có hai cái túi bên đây đúng không chị? Có hai cái túi bên đây đúng không? Cái đấy sang ơi là sang, nếu mà chị lấy ok cho em nhá. Ok, chuột An Khánh. Đây cái này xinh này các chị này. Cái này xinh ơi là xinh. Dưới 53kg. Dưới 53kg xinh ơi là xinh nhá. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Chia sẻ bài cho em còn 140k. Em này em để mã số 29. Mã số 29. Đẹp, mã số 29. Cái này thì là hai bên đây là lông thật luôn đó chị nhá. Lông thỏ nhá. Lông thỏ này. Cái này đẹp ơi là đẹp nhá. Ok chị Hương Đinh. Đẹp ơi là đẹp này các chị này. Cái này là mới nguyên nhá, cái này mới nguyên này. 29 của Thanh Mai. Thanh Mai kèm cho em xin thông tin số điện thoại Thanh Mai nhá. Chốt hàng kèm cho em thông tin mã và số điện thoại và chia sẻ bài cho em này. Chốt hàng kèm mã thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá 140k nhá. Nếu mà các chị không kèm mã và chia sẻ bài cho em là phải mua 160k. Kèm mã và số điện thoại cho em đi ạ. Kèm mã và số điện thoại chia sẻ bài cho em. Em này xinh ơi là xinh, 56kg quay đầu lại. Có duy nhất một chiếc thôi. Em này em để mã số 77. Mã số 77 này. Ok, chuột An Khánh. 35 đây em, 35 có một cái duy nhất thôi. Như kiểu là da lộn ấy. Chị thấy cảm giác nó giống da lộn. Và bên trong là kiểu một lớp. Hả? Bên trong một lớp lông ấy. Đây em nhá. Thanh Mai lấy thì ok cho chị này, cái này đẹp ơi là đẹp. Chia sẻ bài còn 140k thôi. Chia sẻ bài còn 140k dáng suông. Mã số 35. Thanh Mai lấy thì ok và kèm số điện thoại. Chia sẻ bài. Lấy ok kèm số điện thoại và chia sẻ bài nhá. Thanh Mai nhá. Cái đấy thì dưới 60kg. Dưới 60kg. Dưới 60kg mới mặc được cái đấy. Con cho mẹ cái mận kia được. Đây, cái này ừ, kiểu nó xẻ xẻ như này nhá. Xẻ xẻ như này cho các chị mặc với quần jean hoặc quần legging này. 65kg quay đầu lại. 65kg quay đầu lại này. Em 59kg vừa không? 59kg Abu Phạm lấy ok chị này, đẹp lắm. Abu Phạm lấy ok cho chị, chia sẻ bài còn 140k thôi. Không có nhà ai bán như nhà chị đâu, lấy thì ok nhá. Đây nhá.
Cái này thì kiểu nghịch nghịch này các chị này. Kiểu nghịch nghịch nhá. Cái này kiểu lạ lắm. Em này em để mã số 16. Mã số 16 kiểu nghịch nghịch. Mã số 16. Em lấy 35 luôn. Ok Thanh Mai. Thanh Mai lấy 35, cái đấy độc lắm, duy nhất một chiếc thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Thanh Mai kèm số điện thoại đi Thanh Mai. Kèm số điện thoại để chị chốt hàng nhá. Abu sau rồi. Đây em có cái này màu mận tiếp này các chị này. Màu mận đẹp ơi đẹp này. Màu mận dưới 6, cái này thì dưới 65kg nhá. Dưới 65kg màu mận đẹp ơi là đẹp. Chia sẻ bài còn 140k. Abu sau rồi. Thanh Mai kèm cho chị số điện thoại luôn đi Thanh Mai. Chốt hàng kèm số điện thoại luôn để khi nào mà chị chốt hàng cho nhanh. 19 của chị Hương Đinh. Cái này độc. 16 của chị Hương Đinh. Độc ơi độc chị ạ. Độc ơi độc của chị Hương Đinh ấy. Mịn đét luôn. Em này em để mã số 64. Mã số 64. 65kg quay đầu lại. Ok Thanh Mai, chủ động inbox thông tin cho chị nhé. Còn lô hôm nay là có giá như vậy thôi các chị nhé. Mai là quay về giá cũ đấy. Mai quay về giá cũ. Không có nhà ai bán rẻ như nhà em đâu. Các chị cứ tự tin cho em. Cứ tự tin cho em. Thu hua 64 luôn. Thu hua 64 đi con. Cái màu mận này, thu hua thích màu mận nhỉ. Màu mận đẹp nhỉ. Em có cái màu đen này đẹp ơi đẹp, chị nào lấy cho em này. Đẹp ơi đẹp luôn nhá. Đây. Cái này xinh lắm. Cái này là dưới 51kg thôi. Em 51kg này các chị này. Em 51kg nhá. Chị nào lấy cho em. Em 51kg này chị nào lấy cho em nhá. 51kg. Em này em để mã số 81. Mã số 81. Em 51kg này. Mã số 81 cái đấy mới tinh luôn á. Mới tinh luôn, mã số 81. Mới tinh mình tinh luôn. Còn cái này size lớn tiếp. Cái này các chị có thể mặc được hai mặt nhá. Bên trong là gió. Đây, mặc được hai mặt, bên trong có túi luôn. 81 của Lovi. 81 của Lovi. Con ghi là Lovi. Cái này mặc được hai mặt này, chị nào lấy cái này thì lãi cực kỳ luôn nhá. Vì mặc được hai mặt luôn. Mặc được hai mặt luôn. Dưới 70kg lãi cực kỳ luôn nhá. Dưới 70kg nhá. Đây. Dưới 70kg. Bên trong là một lớp gió luôn ấy. Hàng hiệu luôn, một lớp gió. Chia sẻ bài còn 140k. Rẻ cực kỳ luôn nhá. Em này em để mã số 66. Mã số 66. Rẻ ơi là rẻ. Không có ở đâu bán như vậy đâu các chị nhá. Mã số 66. Rẻ ơi là rẻ. Tiếp một cái màu tím than này. 81. À 81 Thanh Mai trước. 81 Thanh Mai trước. Xin lỗi xin lỗi Lovi nhá. Ok Thanh Mai 81 của em. Đấy là nó bị trôi bài đấy. Nó bị trôi bài. Mai quay về giá cũ nên các chị chốt tranh thủ hôm nay đi. Chốt tranh thủ hôm nay đi. Cái này dưới 53kg. Dưới 53kg nhé. Tranh thủ chốt hôm nay. 66 của Hương Đinh. Ôi chị ơi cái này lãi cực kỳ luôn nhé. 66 của Hương Đinh. Đây. Dưới 52-53kg này. Cái này đẹp này. Dưới 52-53kg. Em này em để mã số 52. Mã số 52. Đợi tí con. Mã số 52. Đợi tí đi con. Mẹ trôi theo nó. Trời ạ. Con này thật là phiền, ơi là phiền. Đợi mẹ xíu một xíu nữa thôi. Có một điều kiện tí nữa con nói nha. Điều kiện gì? Đây, cái này đẹp ơi, đẹp này các chị này. Cái này màu xám lông chuột. Màu xám lông chuột dưới 51kg. Không, em sau. Tí chị chụp màn hình chị gửi cho em sau. Thanh Mai trước xong mới đến em. Đấy là nó bị trôi bài nên chị nhìn không ra đấy. Còn nhiều cái đẹp mà em. Đây, lấy cái này đi em này. Dưới 51kg cái này đẹp ơi, đẹp màu lông chuột này. Đẹp ơi đẹp màu lông chuột này. Đẹp cực kỳ luôn. Em này em để mã số 33. Mã số 33. Cái tím than này đẹp mà không ai lấy này. Cái 52 này đẹp này các chị này. Cái 52 này đẹp. Cái này mã số 33. Cái này size lớn ơi. Size lớn này. Cái này size lớn. Hàng hiệu luôn. Bên trong có trần bông nhá.
bên trong có trần bông. Bên nước ngoài họ mặc cái kiểu dáng xuông xuông này. Mặc cái kiểu dáng xuông xuông này. Cái này cho các chị size lớn. Đây nhá, em size to thế. Cái này size lớn lắm các chị nhá. Cái này là dưới 70kg này. Dưới 70kg, 70-75kg luôn ý. Cái này em mặc lướt lắm, không đẹp. Các chị nào cao to một chút thì lấy cái này cho em này. Cao to lấy cái này nhá. Đây, 70-75, 70-75 ý. Em này em để mã số 8, size to ơi to, mã số 8 này. Mã số 8 size to ơi to. Còn cái nào muốn lâu bài. Em làm cái này nữa xong em nghỉ này các chị này. Làm chốt hạ cái này nhá. Chốt hạ cái này xong em nghỉ này. Cái này là kiểu áo dáng choàng này. Cho các chị 55kg cho đến 70kg. Dáng choàng 55-70kg. Mà chị nào lấy cái này choàng ngoài váy cho em. Chị ơi chốt cho em mã 52 và 77 thôi nhé. Ok chuột An Khánh. 52 với 77. Đây. Cái này xinh ơi là xinh nhá. Xịn nhá các chị nhá. Xinh ơi là xinh xịn này. 55-70kg nhá. Các chị choàng ngoài váy body cho em này. 55-70kg. Chia sẻ bài cho em còn 120k. Phần này là da nhá. Phần này là da xịn này. Cái này đẹp lắm. Các chị phối với áo cổ kiểu cổ ba phân ở đây nhé. Chị cảm ơn chuột An Khánh nhé. Đi ngủ thôi, buồn ngủ thì đi ngủ thôi. Em này em để mã số 12. Mã số 12. Cái này đẹp lắm. Hàng độc đấy các chị ạ. Hàng độc, choàng ngoài váy body cho em nhé. Mã số 12. Em chốt cái này cuối cùng nhé. Cho chị nào lấy cho em để em nghỉ này. Chị nào lấy cái đấy cho em để em nghỉ nhé. Cho mẹ cái ghế. Ôi trời ơi, xuống ghê nhỉ. Đây. Mã số 12 cái đấy đẹp ơi, đẹp. Phải có cho cái này chứ. Treo dần lên đi con. Đâu lạnh thế. Em ơi, em xin chào tất cả các chị nhá. Các chị ơi, hôm nay muộn rồi em xin phép em nghỉ nhá. Nghỉ sáng mai cho các chị còn đi làm. Em cảm ơn tất cả mọi người. Em xin chào tất cả các chị. Em xin chào tất cả mọi người.